chỗ này chào với nhau đi các anh chị. Các anh chị nghe rõ không ạ? Dạ, chào anh Phạm Văn Hải. Chào bạn Trần Lucy. Chào cô người xa xứ. Chào anh Hoàng Phúc. Chào bạn Cao Tường, Vũ Nguyên. Chào anh Nguyễn Hữu Thành. Chào bà Lê Hữu Duy Nguyên. Chào anh Trọng Nhân. Chào chị Rô. Cảm ơn chị, nhiều hoa hồng quá. Chào anh Hồng Trương. Cảm ơn anh Hồng Trương. Chào chú Peter Lê. Các anh chị ơi, đặc biệt là các anh chị ở Việt Nam, chúng ta gửi lời chào tới nhau, đồng thời chúng ta xướng tên địa phương của mình lên để thực hiện việc kết nối tiếp tục với các anh chị. Huy xin nhắc lại các anh chị, cũng như thường lệ thì mỗi cái live stream của Huy, Huy sẽ dành ít phút đầu để chúng ta chào hỏi, gửi lời chào tới nhau, đồng thời là chúng ta xướng tên địa phương của mình lên, để việc này nhằm giúp cho các bạn trẻ mà ở những địa phương mà chưa có lực lượng các anh chị, chưa có những cái team, những cái group để chúng ta trao đổi thông tin với nhau, bàn với nhau về hiện tình của đất nước, thì chúng ta nghe cái địa phương nào gần mình, chúng ta thực hiện việc kết nối với nhau, được không các anh chị? Dạ, chào anh Trần Lực, chào chị Linh Nguyên. Chào anh Hoàng Kỳ. Hôm nay chào Ấm. Cảm ơn Ấm, thay mặt Thiếm Thái gửi lời chào tới Huy. Cảm ơn Ấm. Hôm nay trong thời gian chờ đợi các anh chị kết nối, Huy cũng như thường lệ cuối tuần Huy sẽ hát tặng các anh chị một bài ha các anh chị. Tại vì cũng có một số cô chú, cô dì, chú bác rất là thích Huy hát, thì hay nhắn tin. Mỗi lần Huy like mà không hát thì các cô dì chú bác hay là cằn nhằn Huy. Các anh chị chịu khó lắng nghe nha các anh chị. Hôm nay ngày cuối tuần của các anh chị có vui không ạ? Một số anh chị hôm nay là ở Việt Nam á các anh chị, đặc biệt là các anh chị cán bộ công chức đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay ở Việt Nam được nghỉ ngày 2 tháng 9, đúng không ạ? Hôm nay ở Việt Nam các anh chị gọi là ngày Quốc khánh, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không các anh chị? Thật ra có một thời trước khi mà Huy thức tỉnh thì đó cũng là ngày Quốc khánh của Huy. Các anh chị ở Việt Nam cái ngày này là chúng ta rất là vui. Ít nhất đi nữa thì nếu mà chúng ta không có yêu đảng yêu bác thì chúng ta không có vui ngày Quốc khánh đi nữa, thì chúng ta cũng vui vì chúng ta được một cái ngày nghỉ lễ, đúng không các anh chị? Ngày nghỉ lễ mà thường ngày Quốc khánh mà gần cuối tuần hoặc là trùng vào cuối tuần như hôm nay là thứ bảy ở Việt Nam, thì các anh chị sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai tới, thì chúng ta được nghỉ 3 ngày liên tiếp, đúng không ạ? Thì nó là những cái cơ hội để các anh chị đảng viên cán bộ công chức đi du lịch, đi du lịch đúng không các anh chị? Đi du lịch cũng gần thôi chứ cũng không xa. Ví dụ như Sài Gòn thì hồi xưa tụi tôi thường hay đi Vũng Tàu, Vũng Tàu đi ở 2 đêm là được rồi các anh chị, là được rồi. Hoặc là mấy anh chị nào mà máu hơn nữa thì đi Đà Lạt. Đà Lạt thì nó hơi xa, ngủ ngày đi ngủ ngày về, còn được ngày chơi thì thôi cũng được. Nhưng mà 3 ngày là cái cơ hội, ngày 2 tháng 9 thường là cái cơ hội để các anh chị đi chơi, thì chúng ta hay gọi là đi chơi lễ. Thì các anh chị biết như ngày 4 tháng 7 là ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ. Chúng ta hôm rồi ngày 4 tháng 7 chúng ta cũng có theo dõi, tôi cũng có chia sẻ một số video, một số hình ảnh để các anh chị thấy. Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ thì người dân Hoa Kỳ họ cũng đi chơi, họ cũng đi nghỉ, họ gọi là vacation. Họ đi nghỉ lễ, họ đi chơi, họ cũng được nghỉ, rồi họ cũng vui ăn mừng. Thì nước nào họ cũng có ngày Quốc khánh để ăn mừng. Thì Việt Nam chúng ta tạm thời bây giờ thì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có ngày Quốc khánh là ngày 2 tháng 9 là do Đảng Cộng sản Việt Nam chọn, chứ không phải do dân chọn nha các anh chị. Này nói rõ là không phải do dân chọn. Thì cũng có ngày để đi chơi. Ngoài ra nước Mỹ họ tự hào về ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7, tại vì ngày 4 tháng 7 là ngày đánh dấu nước Mỹ bắt đầu xóa bỏ mọi cái rào cản về chiến tranh, về khác biệt, về ý thức hệ, về tư tưởng để họ thống nhất, để họ độc lập, họ tách ra khỏi cái sự phụ thuộc của thực dân Anh.
rồi họ tiến lên thành một quốc gia văn minh cường thịnh, họ họ ăn chơi, họ vui chơi, họ nhảy múa, họ tưng bừng đó. Thì quốc gia nào họ cũng có cái tự tự hào về ngày quốc khánh của họ. Tại vì ngày quốc khánh là đánh dấu một cái bước chuyển từ một cái quốc gia mà chiến tranh chẳng hạn đi sang hòa bình, từ quốc gia nghèo đói sang thịnh vượng. Thành ra ngày quốc khánh đối với rất là nhiều quốc gia, rất là nhiều quốc gia dân tộc thì họ là một cái niềm tự hào rất lớn. Nhưng mà ngày quốc khánh của Việt Nam chúng ta, ngày quốc khánh của Việt Nam chúng ta, để các anh chị thấy có gì đáng tự hào không ạ? Có gì đáng tự hào không các anh chị? Như thông báo thì Quyên sẽ dành ít phút đầu để giao lưu cùng các anh chị, để trả lời câu hỏi cùng các anh chị. Thành ra là Quyên xin phép đặt câu hỏi trước, đặt câu hỏi giao lưu trước với các anh chị. Quyên nhắc lại là tất cả các quốc gia dân tộc họ đều tự hào về ngày quốc khánh của họ, đúng không các anh chị? Vậy thì ở Việt Nam, các anh chị ở Việt Nam, các anh chị đảng viên, các anh chị cán bộ công chức, các anh chị có thể trả lời câu hỏi này cho Huy và các anh chị đều biết là chúng ta có gì để tự hào về ngày Quốc khánh 2 tháng 9 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không các anh chị? Các anh chị ơi, các anh chị đừng thả tim nữa. Đừng thả tim, đừng bấm like nữa. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có cái gì để tự hào hả các anh chị? Tôi thấy một một chị một anh chị trả lời là không có gì để tự hào. Không có gì để tự hào hết. Chị Nhi Nguyễn như đã nói, đây là ngày cộng sản chọn chứ không phải dân chọn. Cái gốc vấn đề là chỗ này á các anh chị, cái gốc vấn đề chỗ này. Một lát nữa khi vào chủ đề chúng ta sẽ nói rõ về ngày Quốc khánh, về ngày Quốc khánh thì chúng ta sẽ thấy bạn Duy Nguyên, Lê Hữu Duy Nguyên là không có gì tự hào. Các anh chị, thật ra các anh chị kể cả các anh chị đảng viên, các anh chị suy nghĩ kỹ câu hỏi của Huy, các anh chị trả lời thành thật với lương tâm của mình. Các anh chị không cần trả lời thành thật với bất kỳ ai. Các anh chị suy nghĩ kỹ câu hỏi của Huy, trả lời thành thật với lương tâm của mình. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các anh chị có cái gì để tự hào? Thành thật với lương tâm mình, các anh chị tự hiểu chứ không cần thế lực thù địch nào xuyên tạc. Không cần mà thế lực phản động nào xuyên tạc, các anh chị tự hiểu. Chỉ cần đặt câu hỏi tự trả lời, các anh chị sẽ tự hiểu. Đất nước Việt Nam ngày hôm nay không có gì để chúng ta tự hào hết, đúng không các anh chị? Đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có gì để tự hào hết. Bạn Thị Thị Dương nó tự khóc có chứ không có tự hào. Suy nghĩ kỹ, tự khóc thì đúng, tự nhục. Nếu không thấy tự nhục thì chắc chúng ta hư hư cái cọng dây thần kinh mắc cỡ rồi, đúng không các anh chị? Tự nhục chứ tự hào gì? Có quốc gia nào ở trên thế giới này mà khi nhắc tới tên là người ta né né né, người ta dòm chừng đi né né ra, đứng xa xa nói chuyện, đừng lại gần tao. Where are you from? I come from Việt Nam. Cái nó né cả liền. Né rồi. Come from có hai quốc gia. Tôi nói thiệt anh chị, come from hai quốc gia là nó né cả. Come from China là nó né cả liền. Come from Việt Nam nó né cả liền. Giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Vậy thì có gì đâu tự hào. Tức là trong mắt tất cả các quốc gia trên thế giới, trong mắt người dân các nước văn minh, người ta nghe nói chữ Việt Nam hoặc là chữ China cái ta né rồi liền. Người ta không dám lại gần. Lại gần sợ nó giật đồ, lại gần sợ nó móc túi, lại gần sợ nó ăn cắp ăn trộm. Khổ vậy đó trời. Cho nó vô tiệm một hồi là mất đồ, cái tiệm có camera nó cũng lấy nữa. Tự hào không? Tự hào đất nước Việt Nam không? Nhiều anh chị yêu đảng sẽ nói ô cái này nói xấu nước mình, nói xấu dân tộc mình nữa. Mà tôi nói thiệt chứ tôi không có nói xấu. Các anh chị không tin hỏi các bạn quốc tế thử coi, hỏi các anh chị ở các nước khác thử coi coi tôi nói đúng không. Tôi có rất là nhiều bạn ở nước ngoài không nghe chữ Việt Nam là lần đầu tiên họ không dám nói chuyện với tôi luôn.
Tôi kể cho các anh chị nghe câu chuyện vui nữa. Bà xã của tôi đi đi du lịch Maldives, Việt Nam gọi là Maldiver á các anh chị. Thì mấy mấy cái tour du lịch mà đi Maldiver thì thường là những người làm gọi là họ có trí thức một chút thì họ mới biết, họ đi du lịch nó dùng nó đẹp. Thì các anh chị biết không, cái anh tiếp viên hàng không cao to đẹp trai là người người Tây. Cái thấy bà xã của tôi thấy cưng. Cái anh là anh lấy làm quen, anh làm quen, anh chăm sóc thì mấy anh tiếp viên hàng không mà rất là mà đẹp trai nữa, mà chưa chưa người yêu nó thì thích mấy cô dễ thương lắm, mà mấy cô gái Việt Nam đẹp mà các anh chị đúng không, anh chăm sóc đã. Cái hỏi anh hỏi where you from, cái bà xã tôi nói I come from Việt Nam, cả né luôn, anh né luôn. Mà nhờ anh né luôn mà bây giờ bảo mới gặp tôi. Giờ mới là vợ của tôi. Nhưng mà trong câu chuyện đó các anh chị thấy một cái anh Tây à, anh rất là lịch sự văn minh, anh rất là dễ thương, anh rất là thân thiện, các anh chị hiểu không? Cho dù không có mà ý gì về chuyện trai gái đi nữa thì rất là hòa nhã với người phụ nữ xinh đẹp này, rất là chăm sóc, cái đó chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng mà vừa nghe chữ Việt Nam né luôn, suốt chặng bay là không có lợi nữa, không có lợi nữa, mặc dù bà xã tôi vẫn dễ thương như thường. Cái chữ Việt Nam nó đâu có làm cho bà xã tôi hết dễ thương đâu. Chúng ta ở đây, các anh chị ở đây, đặc biệt là các anh chị đảng viên, cán bộ, công chức Việt Nam, tôi biết các anh chị vẫn âm thầm nghe livestream của tôi, có nhiều anh chị nghe bị rầy luôn, bị kỷ luật luôn. Chúng ta vẫn là người tốt đúng không các anh chị? Chúng ta vẫn là người tốt, chúng ta vẫn là con người. Chúng ta vẫn là con người sống trong thế kỷ 21 của trái đất xanh tươi này. Đúng không các anh chị? Thì cái chữ I come from gì nó không có làm thay đổi bản chất của chúng ta. I come from America. I come from Singapore, I come from Thailand, I come from Malaysia, hay I come from Việt Nam, I come from China gì, thì chúng ta vẫn là con người, chúng ta vẫn là người tốt. Đúng không các anh chị? Vậy tại sao khi cái chữ I come from Việt Nam người ta né, I come from China người ta né ra, tại sao? Tại sao cái chữ China với cái chữ Việt Nam nó dính vô chúng ta, cái tự nhiên làm cho chúng ta bẩn bựa. Bẩn bựa là cái từ của mấy cái bạn teen bây giờ, ý nói là vừa bẩn mà vừa thấy gớm, vừa thấy gớm òm, thấy ghê. Tại sao hả các anh chị? Tại sao cái chữ Việt Nam với chữ China thì nó dính vô là mình thấy gớm? Đó là do ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1945, mà sâu xa hơn là do đất nước của chúng ta và đất nước Trung Quốc, China, nó đang bị cai trị bởi bởi cái thể chế độc tài cộng sản rất là mọi rợ mà thế giới này người ta rất là sợ. Thế giới người ta rất là sợ, người ta sợ thứ nhất, sợ nhất ở trên thế giới này hiện bây giờ là Hồi giáo khủng bố cực đoan, tại vì dục đang quấn cái mặt đen đen vậy, mặc bộ đồ rồi kín lùm vậy, xách cái túi ôm trong bụng vậy, đang đi đi nó dòm dòm dòm, nó thảy cái túi rồi nó chạy, cái là mình bò mình chạy, mẹ con gì chạy, tay tào ta gì cũng chạy. Sợ không? Sợ không anh chị? Sợ không? Tôi cũng sợ. Tôi cũng sợ. Sợ nhất trên thế giới, tại nó sợ nó giục cái túi ra nó có đùng cái chết sao, đúng không? Hồi giáo khủng bố cực đoan là sợ nhất. Sợ thứ hai, là tụi cộng sản. Trời đất ơi, dân các nước cộng sản người ta sợ còn hơn cùi, sợ hơn thằng hủi. Tại sao người ta sợ China với Việt Nam? Tại vì hai xứ này là hai xứ cộng sản đó. Xứ cộng sản, cái đất nước nào mà bị cộng sản cai trị, nó tạo ra lớp lớp con người rất là tệ hại, rất là thối tha, rất là mọi rợ. Người không có giống người, mà ngợm cũng không giống ngợm. Thà con ngợm đi, mình đem nó vô hang, mình nhốt nó lại, mình bảo tồn thú quý hiếm, mình cho nó ăn uống, rồi nó ngồi nó múa may cho mình đi mua vé, mình coi cũng vui. Nhưng mà nó người không người mà ngợm, nó không ngợm, nó kỳ lắm. Thành ra thế giới văn minh người ta rất là sợ dân xứ cộng sản. Chính vì vậy chúng ta là người tốt đúng không các anh chị? Tôi lặp lại là chúng ta là người tốt, chúng ta là con người. Nhưng mà vì chúng ta dính vô cộng sản, thành ra chúng ta trong mắt của bạn bè quốc tế, chúng ta trở thành người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chúng ta trở thành cái thứ gì đó mà nó rất là tởm lợm trong mắt bạn bè quốc tế. Người ta sợ, người ta đề phòng mình trước. Tại vì từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945,
cái mà Cộng sản gọi là ngày Quốc Khánh, tức là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ đó. Từ sau cái thời điểm đó, dân Việt Nam chúng ta đã rơi vào một cái ách cai trị khủng khiếp nhất của nhân loại mà chúng ta không biết. Chúng ta thường được cái nền giáo dục ở trong nhà trường dạy chúng ta rằng là ách cai trị, nô lệ khủng khiếp. Chúng ta thường được nghe dạy vậy đó. Chế độ chiếm hữu nô lệ rất là khủng khiếp. Chúng ta thường được dạy là chế độ phong kiến rất là khủng khiếp. Đúng không các anh chị? Nhưng chúng ta không được dạy chế độ cộng sản cai trị mới là khủng khiếp nhất của nhân loại. Chúng ta không được dạy điều đó. Chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn có những chủ nô, những quý tộc. Rất là tốt, rất là tốt. Các giá trị thuộc về quý tộc là các giá trị văn minh của nhân loại. Các anh chị suy nghĩ thử có đúng không? Những đất nước nào mà giữ được những giá trị quý tộc là những đất nước rất văn minh. Hầu hết các nước Bắc Âu bây giờ là các nước giữ được các giá trị quý tộc. Còn các nước mà giữ giá trị bần cố nông là các nước mọi rồi. Cái yếu tố quý tộc nó đối nghịch với yếu tố bần cố nông. Đúng không các anh chị? Rồi các nước nào mà giữ được các triều đại phong kiến á, họ thay đổi, họ change, họ thay đổi. Các nước quân chủ mà nhà trường dạy chúng ta là phong kiến, là bóc lột, là thấy ghê, phong kiến thấy ghê. Nhưng mà hầu hết các nước nào còn vua, còn hoàng gia ở trên thế giới bây giờ, hầu hết các nước còn vua, còn hoàng gia trên thế giới bây giờ là những nước văn minh. Các anh chị suy nghĩ thử coi đúng không? Các anh chị lên Google, các anh chị search thử coi các nước nào còn hoàng gia. Hầu hết các nước là niềm mơ ước của nhân loại đều là các nước còn hoàng gia. Đất nước nào tự do và dân chủ nhất thế giới hả các anh chị? Nước Anh, không phải nước Mỹ. Không phải nước Mỹ. Nhiệm chị nói nước Mỹ không phải. Đất nước tự do và dân chủ nhất thế giới là nước Anh. Tại sao các anh chị? Ở Anh các anh chị thậm chí không có chứng minh nhân dân luôn. Các anh chị không tin hỏi anh bạn nào ở người ở Anh thử coi. Hỏi bạn nào ở Anh thử coi đúng không? Anh thậm chí không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu. Cảnh sát không được quyền kiểm tra chứng minh nhân dân, không được quyền kiểm tra hộ khẩu. Cảnh sát không được quyền bắt người luôn, không được quyền bắt người ta luôn nha các anh chị. Chỉ có trát của tòa khởi tố bắt ai đó thì cảnh sát mới được quyền bắt. Nước Anh, hoàng gia Anh, nữ hoàng Anh, đúng không các anh chị? Có phải không? Các anh chị thử thử suy nghĩ coi. Vậy nếu như dân Anh mà cũng đi theo cộng sản, đập bỏ chế độ nô lệ, giết hết mấy địa chủ, xong giết mấy phong kiến, giết luôn hoàng gia, bây giờ mấy Anh thành nước China Việt Nam thứ hai. Bây giờ hỏi, where are you from? I come from England, cái thế giới mình né rồi. Ồ, tôi nhìn nó giống mặt Việt Nam nhưng China. Né luôn, tôi nhìn giống mặt như Việt Nam nhưng China luôn. Chứ không phải như bây giờ các anh chị mà mua được cái vé mà đến nước Anh, xin được cái visa mà đặt chân xuống Anh, các anh chị trở thành một cái đẳng cấp gì rất là cao, quý xì tộc. Cộng sản không có cửa đặt chân tới Anh đâu. Quý xì tộc các anh chị. Nước Anh hồi mà còn nằm trong cái liên minh châu Âu, nằm trong cái khối cộng đồng trong châu Âu á, thì nước Anh được quyền đi khắp các nước châu Âu, nhưng mà các nước châu Âu muốn vào Anh phải xin visa. Phải xin visa. Nó nằm chung cộng đồng mà nó chơi vậy, nó quý xì tọt lắm. Hoàng gia của tao là đẳng cấp, nước của tao đẳng cấp, tao giữ các giá trị quý tộc của nhân loại, tao giữ các giá trị văn minh của nhân loại. Bần cố nông không có được đặt chân vào đất nước của tao, mặc dù nó không có nói ra. Nó không có nói ra anh chị, nhưng mà đất nước nó là vậy các anh chị. Rồi các nước còn hoàng gia khác, các nước Bắc Âu, hầu hết các nước Bắc Âu đều là còn hoàng gia các anh chị, trừ Đức ra thì họ 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 tại vì phát xít nó phá hủy hết các giá trị rồi, đúng không? Rồi Nga, Nga cũng phá quá giá trị của hoàng gia luôn rồi, đúng không? Các nước Bắc Âu bây giờ là những nước gọi là có chế độ phúc lợi phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho người dân, họ tốt nhất thế giới, tốt nhất thế giới đều có hoàng gia, đều còn giữ hoàng gia, còn giữ các giá trị quý tộc.
tức là cái giá trị văn minh của nhân loại. Nó các chị, nếu mà các nước Bắc Âu mà hè nhau theo cộng sản, đập bỏ địa chủ, đập bỏ phong kiến, tiêu diệt hoàng gia thì thôi rồi, thôi rồi, bây giờ là nhân loại này là tiến lên sau chủ nghĩa hết rồi. Nhân loại này là bây giờ where are you from, ở đâu con ơi, where are you from, đừng mơ. Chắc chết thằng Mỹ, chắc thằng Mỹ nó cùi hủi mình lên nó luôn, đúng không các anh chị? Đó là câu chuyện để cho chúng ta thấy chúng ta và Trung Quốc và một số nước nhỏ nhoi còn sót lại trên thế giới này đang bị cộng sản lừa, đang bị cái chế độ cộng sản lừa. Mà thực ra nhân loại bị cai trị bởi cộng sản mới là một cái thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, đáng sợ nhất trên thế giới này. Tại vì khi mà các anh chị bị cai trị bởi cái chế độ cộng sản thì hầu như thế giới người ta xa lánh các anh chị, người ta ghẻ lạnh các anh chị, người ta coi các anh chị rất rất thấp, thấp lắm, coi không ra gì. Mà không biết mắc cỡ nữa thì thôi, không biết mắc cỡ nữa thì thôi. Đó chính là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. À, có gì đâu tự hào vào ngày 2 tháng 9, không có ngày không gì tự hào vào ngày quốc khánh của cộng sản cả, mà chúng ta phải cảm thấy tự nhục thì đúng hơn, đúng các anh chị? Đó là tôi muốn chia sẻ với các anh chị. À, quay trở lại, hôm nay tôi dành thời gian đầu của live stream để tiếp tục trả lời câu hỏi của các anh chị. Thì đầu tiên tôi ưu tiên trả lời câu hỏi cho chú Trần An Lộc. Chú An Lộc đã rất là cẩn trọng viết một cái status rất là dài về cái livestream của tôi. Tôi gần đây nhất tôi mới phát một cái livestream là về các thế lực giấu mặt đang mưu toan khủng khiếp ở Biển Đông, tức là cái thế lực mà Trung Cộng với Đài Loan cấu kết với nhau để chia lợi ích ở Biển Đông, để xà xẻo cái lợi ích trên đầu dân tộc Việt Nam. Thì trong cái livestream này chú nhặt những hạt sạn ở trong livestream đó, chú viết một bài rất là dài để góp ý cho tôi. Thì tôi có hứa với chú Trần An Lộc và một số anh chị khác nữa là tôi sẽ trả lời, nhưng mà sau đó thì tôi bị các thế lực bẩn bựa các thế lực bẩn bựa âm binh report xóa mất cái nick. Thì phải mất hơn một tuần thì tôi phải nhờ luật sư của tôi ở Mỹ đến can thiệp thì mới lấy lại được cái nick của tôi. Rất là khó rồi các anh chị. Thì hôm nào tôi sẽ chia sẻ tiếp câu chuyện này, và câu chuyện này chưa dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục làm rõ cái việc này cho các anh chị thấy là chúng ta hoàn toàn có thể đấu tranh một cách công khai đối với cái thế lực bẩn bựa âm binh, là chúng ta chống được tụi nó hết đó các anh chị, không có sợ tụi nó nữa. Thì tôi có hứa là tôi trả lời, nhưng mà vì gián đoạn thời gian dài quá thì tôi ưu tiên dành cái khoảng thời gian ít phút này để tôi trả lời công khai trên livestream cho chú Trần An Lộc và các anh chị được biết. Thì qua cái livestream những thế lực giấu mặt của tôi thì chú Trần An Lộc nhặt cụ thể là có ba nội dung mà chú không có chấp nhận, tức là chú có ý kiến khác với tôi. Nội dung thứ nhất là chú nói là việc tôi nói là ông Ngô Đình Diệm năm 1954 sau Hiệp định Geneva, các anh chị, tôi nói ông Ngô Đình Diệm tiến hành việc suy tôn mình thành tổng thống để phế vua Bảo Đại, đó là cái ý muốn của ông Ngô Đình Diệm. Là chú Trần An Lộc nói đó không phải là ý muốn của ông Ngô Đình Diệm, mà đó là ý muốn của đông đảo người dân miền Nam, đông đảo người dân miền Nam. Thì tôi xin trả lời ý này đối với chú Trần An Lộc rằng nếu nói đây là ý muốn của đông đảo người dân miền Nam thì không sai, nhưng mà nếu nói đây không phải là ý của ông Ngô Đình Diệm thì Quy chắc chắn rằng điều này là sai. Tại vì đây chắc chắn là ý của ông Ngô Đình Diệm. Không thể nào có chuyện ông không muốn điều đó mà người ta tự suy tôn, ông không có chuyện đó được. Không có chuyện đó được. Một cái cuộc tổ chức trưng cầu dân ý gồm có 2 lá phiếu. Một lá phiếu là suy tôn mình thành tổng thống và phế vua Bảo Đại, phế quốc trưởng Bảo Đại. Một lá phiếu là tiếp tục giữ quốc trưởng Bảo Đại và không suy tôn, ổng là tổng thống. Thì 2 lá phiếu này có tên ổng trên đó, nếu ông không chịu ai mà in phiếu ra mà phát cho dân. Chắc chắn đây phải là ý muốn của ông Ngô Đình Diệm. Và chắc chắn đây là ý muốn của rất là nhiều người dân miền Nam nữa. Tôi xin trả lời thêm với các anh chị rằng trong thời điểm sau năm 54, tức là sau Hiệp định Geneva năm 54, thì thời điểm đó các anh chị biết là ông Ngô Đình Diệm không phải là tổng thống đâu, mà ông Ngô Đình Diệm chỉ là thủ tướng thôi. Mà ông là thủ tướng trong cái bối cảnh là vua Bảo Đại mời ông Ngô Đình Diệm ra làm thủ tướng chính phủ. Hai các anh chị,
Trước đó thì chính phủ quốc gia Việt Nam á, là quốc trưởng Bảo Đại thì thủ tướng là Trần Trọng Kim, các anh chị nên nhớ điều này nha, thủ tướng là Trần Trọng Kim, sau này mới mời Ngô Đình Diệm ra làm thủ tướng. Thì cái việc mời ông Ngô Đình Diệm ra làm thủ tướng á, đây là một câu chuyện lịch sử rất là dài, nhưng mà sử của Việt Nam thì ít nhắc điều này lắm. Tôi sẽ chia sẻ nhanh cho các anh chị hiểu có một số cái khúc khúc mắc, có khúc tất ở trong này như thế nào. Đó là thực chất ông Bảo Đại, ông ý của ông cũng không có muốn mời ông Ngô Đình Diệm ra là làm thủ tướng. Đây là sự thật, đây là một sự thật lịch sử rất là thú vị. Tại sao ạ? Tại vì Ngô Đình Diệm thì gia đình thân Mỹ, các anh chị biết điều này thôi đúng không ạ? Ngô Đình Diệm là có xu hướng tư tưởng thân thân Mỹ, còn Bảo Đại thì có xu hướng tư tưởng thân Pháp. Mà hai thế lực Mỹ và Pháp thì họ mâu thuẫn rất là sâu sắc sau Thế chiến 2. Mâu thuẫn về cái tư duy, cái quan điểm về thuộc địa là Mỹ và Pháp không có chịu nhau. Người Mỹ và người Anh thống nhất quan điểm về thuộc địa ở chỗ là trả độc lập lại cho các dân tộc thuộc địa. Tại vì lúc đó người Anh và người Pháp không còn cái chính phủ thuộc địa nữa, là chính phủ mới rồi, là chính phủ thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở các anh chị. Đúng không ạ? Chính phủ thuộc địa Vichy của Pháp là bị đánh sập năm năm 1940-42 rồi. Đúng không ạ? Thì đến năm 45 là phát xít Đức thua, là chính phủ đó hoàn toàn bị tiêu diệt luôn rồi. Thì chính phủ De Gaulle của Pháp cũng không phải là chính phủ thuộc địa nữa. Nhưng Pháp vẫn muốn giữ cái ảnh hưởng và quyền lợi của mình ở các thuộc địa, trong khi Anh và Mỹ thì quan điểm của họ là trả trả độc lập cho các dân tộc. Ai mà dân biểu tình đòi độc lập là trả độc lập. Đòi trưng cầu dân ý là cho trưng cầu dân ý, trả độc lập. Giống như Úc vậy đó, cứ trưng cầu dân ý đòi độc lập hoài mà dân không có chịu độc lập. Chứ không phải người Anh muốn chiếm nước Úc đâu nghe các anh chị. Nước Úc bây giờ đang thuộc Anh đó. Nước Úc là thuộc địa của Anh theo theo lời của Đảng Cộng sản nói. Nước Úc là thuộc địa của Anh đó, giống như Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Thì quan điểm đó của Anh và Mỹ nó khác biệt với quan điểm của Pháp, thành ra họ mâu thuẫn rất là sâu sắc. Thì gia đình họ Ngô, họ thân Mỹ, gia đình của Bảo Đại thì thân Pháp, các anh chị biết rồi, quốc gia Việt Nam lúc đó là quốc gia được sự bảo trợ của khối Liên Hiệp Pháp hả? Đúng không ạ? Thành ra bản thân ông Ngô Đình Diệm không muốn, không có muốn, rất là chần chừ mời ông Ngô Đình, bản thân ông Bảo Đại, xin lỗi các anh chị, rất là chần chừ trong việc là mời ông Ngô Đình Diệm ra làm thủ tướng. Tuy nhiên có một người rất rất quan trọng với ông Bảo Đại đã bảo lãnh việc này, đã bảo lãnh việc này. Tại vì ông Bảo Đại ông lo lắng là sự khác biệt về tư tưởng có thể gây mâu thuẫn và thậm chí có thể gây đảo chính, gây đảo chính, hoàn toàn có thể gây đảo chính, đúng không các anh chị? Thành ra ông rất là chần chừ, nhưng có một nhân vật rất quan trọng với vua Bảo Đại bảo lãnh việc này. Tại vì người này khẳng định ông Ngô là một người chí sĩ yêu nước, mà đúng, ông Ngô là một chí sĩ yêu nước, một nhân vật yêu nước rất là vĩ đại của mình, đúng không các anh chị? Đúng không? Và người này chắc chắn sẽ vì dân vì nước bảo lãnh với quốc trưởng Bảo Đại. Thì ông Bảo Đại chấp nhận. Các anh chị biết nhân vật ấy là ai không? Nhân vật ấy chính là Nam Phương Hoàng hậu, là vợ của vua Bảo Đại á các anh chị. Các anh chị tìm hiểu về Nam Phương Hoàng hậu đi, rất là thú vị, một người phụ nữ đoan chính, xinh đẹp và tây học. Nhân vật rất là quan trọng với vua Bảo Đại các anh chị. Chính vì cái bảo lãnh này thì ông Bảo Đại ông mới mời, chấp nhận mời ông Ngô Đình Diệm ra thành lập chính phủ và làm thủ tướng chính phủ của quốc gia Việt Nam của Bảo Đại. Thì các anh chị biết rồi diễn biến sau đó là gì ạ? Diễn biến sau đó là miền Nam á, chỉ cái khối mà ủng hộ vua Bảo Đại với cái khối ủng hộ Ngô Đình Diệm họ mâu thuẫn lợi ích với nhau. Các giáo phái đều có quân đội cũng mâu thuẫn lợi ích với nhau. Và chưa tính là trong nội bộ nội các cũng mâu thuẫn với nhau. Mà thời điểm đó thì ông vua Bảo Đại không có ở Việt Nam, ổng sau năm 54 là ông vua Bảo Đại ở Pháp các anh chị. Chính vì điều này thì cái nhóm ủng hộ Ngô Đình Diệm, cái nhóm ủng hộ Ngô Đình Diệm mới chủ trương tiến hành một cái cuộc trưng cầu dân ý để phế vua Bảo Đại, phế vua Bảo Đại. Thì cuộc trưng cầu dân ý này là một cái cuộc đảo chính hợp pháp, cuộc đảo chính hợp pháp, và nó được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình, bật đèn xanh rất là nhiệt tình của Mỹ, đúng không các anh chị, của Mỹ. Và người Pháp thật ra mà nói các anh chị, người Pháp họ cũng rất là ngán ngẩm cái chuyện mà có mặt ở Đông Dương rồi. Sau năm 54 họ họ nắm được cái phao mà do Trung Cộng đưa cho người Pháp, tức là sao ạ? Tức là tao không cần mày mày thua cuộc, mày chỉ cần ký hòa đàm Geneva, hòa đàm là hòa không thua thắng á, thì mày cắt nước Việt Nam làm hai, cho tao phân nửa miền Bắc miền Nam mày ở lại.
Thằng Pháp nó lì lẹ cắt liền, ô vậy tao khỏi thua, tao khỏi mang tiếng thua gì cộng. Thằng Pháp nó mất, nó mệt mỏi khi mà ở nó xa lầy ở Đông Dương rất là mệt mỏi rồi. Thành ra người Pháp sau năm 54 các anh chị, đến đến tận năm 56, suốt cái khoảng thời gian đó là người Pháp gần như bỏ lửng Đông Dương luôn, họ bỏ lửng luôn. Họ không quan tâm tới Đông Dương nữa, mà trong nước Việt Nam của mình á, tức là miền Nam của mình thì á, nội loạn đánh nhau. Các anh chị cứ tưởng sau năm 54 thì chúng ta có Việt Nam Cộng Hòa, không phải đâu, chúng ta vẫn là quốc gia Việt Nam thôi. Thì cho tới năm 56 thì cuộc trưng cầu dân ý đó suy tôn Ngô Đình Diệm làm tổng thống, phế vua Bảo Đại mới kết thúc. Thì lúc đó năm 56 chúng ta mới có nước Việt Nam Cộng Hòa, gọi tắt là Đệ Nhất Cộng Hòa, có nền Đệ Nhất Cộng Hòa là vua Bảo Đại, và vĩnh viễn bị xóa khỏi chính trường Việt Nam. Thì ông lưu vong ở Pháp luôn cho tới khi ông chết luôn á các anh chị. Và các anh chị biết sau sự cố đó thì vua Bảo Đại quá tức giận, quá tức giận là ông từ cái lúc đó cho tới khi ông nhắm mắt, ông vĩnh viễn không nhìn mặt Nam Phương Hoàng hậu, hai vợ chồng vĩnh viễn không nhìn mặt nhau, ông giận không có nhìn mặt Nam Phương Hoàng hậu nữa luôn. Đây là một cái câu chuyện có thật trong lịch sử Việt Nam của chúng ta các anh chị. Và các anh chị biết cái điểm thứ hai mà chú Trần An Lộc cũng nhặt sạn trong cái livestream của Huy, chú nói là chính vì điều là có cuộc suy tôn Ngô Đình Diệm làm tổng thống và phế vua Bảo Đại, thì chú nghe cái livestream của Huy, chú nói cái chú hiểu lầm cái ý của Huy là Huy đổ thừa chính vì cái vụ nội loạn của trong nước này nó dẫn đến việc năm 56 Đài Loan chiếm đảo Ba Bình ở Trường Sa cho tới bây giờ. Đảo Ba Bình là đảo đảo nổi lớn nhất, quan trọng nhất ở Trường Sa cho tới bây giờ nghe các anh chị. Thì chú nghĩ như vậy, chú nghĩ là Huy nói Huy đưa cái viện dẫn cái sự cố đó, cái biến cố lịch sử đó để đổ thừa nó dẫn tới Đài Loan chiếm đảo Ba Bình. Và chú nói rằng Đài Loan chiếm đảo Ba Bình vì Đài Loan đón trước được Mỹ sẽ vào Việt Nam, vào Đông Dương tham chiến, vào chiến trình Đông Dương. Thành ra Đài Loan lúc đó là đồng minh của Mỹ, Đài Loan muốn đặt Mỹ vào chuyện đó rồi, Đài Loan cứ chiếm đảo Ba Bình trước, tức đặt đặt Mỹ vào chuyện đó rồi thì Mỹ không thay đổi được điều gì. Thì cái nhận xét này rất là nhiều người, kể cả những sử gia đều đưa ra điều này khi nói về Đài Loan và đảo Ba Bình. Tuy nhiên Huy có cái ý kiến khác, Huy có quan điểm khác các anh chị. Huy có quan điểm khác là gì ạ? Là dựa trên các anh chị biết từ suốt năm 1947 đến năm 1954, tức là cuộc chiến giữa Việt Minh là Việt Cộng á các anh chị, với cuộc chiến của Liên quân Liên Liên hiệp Pháp và Quân quốc gia Việt Nam. Tức là lúc đó sau năm 47 thì chúng ta quốc gia của chúng ta thống nhất các anh chị. Quốc gia chúng ta thống nhất, bọn Việt Minh tức là bọn của ông Hồ Bả Chó phải kéo lên hang Bắc Bó, chui hang chui hốc trốn ở trở nên suối dân mà đánh Pháp, chứ thật ra là suối dân đánh người Việt Nam chứ không có đánh được thằng Pháp nữa. Không có đánh là giết được người Pháp nữa. Thì được sự hỗ trợ rất lớn từ quốc tế cộng sản thì khối Việt Minh lớn mạnh thì mới thắng trận Điện Biên Phủ. Thì trong suốt thời gian từ 47 cho tới 54 thì quân quốc gia Việt Nam vẫn cai quản đất nước này, kể cả Hoàng Sa và Trường Sa, không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra, các anh chị nên nhớ cái giai đoạn này rất quan trọng nha. Và quân quốc gia Việt Nam tức là của quốc trưởng Bảo Đại, và quân Liên hiệp Pháp là quân đồng minh, quân bảo trợ cho quốc trưởng Bảo Đại vẫn tuần tra ở Trường Sa và Hoàng Sa bình thường. Đảo Ba Bình vẫn có một cái đồn của quân Liên Liên hiệp Pháp và quân quốc gia Việt Nam đóng ở tại đảo Ba Bình. Điều này rất quan trọng nha các anh chị. Tuy nhiên sau năm 1954 thì như các anh chị nói cái biến cố mà Hiệp định Genève năm 54 đó, sau đó thì quân Pháp rút cái biến cố trong nước mà giằng co các thế lực giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm đấu nhau thì quân Pháp không còn hiện diện ở Trường Sa và Hoàng Sa nữa. Quân quốc gia Việt Nam cũng bỏ lửng, không còn tuần tra ở các đảo nữa. Mà sau năm 54 thì người Đài Loan lúc đó họ đã có 5 năm xây dựng độc lập từ đảo Đài Loan, năm 49 họ chạy ra Đài Loan các anh chị. Đúng không ạ? Thì họ lớn mạnh cho tới năm 56, là 54, 55, 56 là 3 năm liên tiếp người Việt Nam chúng ta bỏ đảo Trường Sa không giữ. Còn quân Pháp không tuần tra ở đảo Trường Sa nữa, họ bỏ rồi, họ quá ngán ngẩm Đông Dương rồi các anh chị. Và cái khối mà chống Pháp, chống Bảo Đại mạnh lên ở Việt Nam thì không có lý do gì họ xuất hiện ở Việt Nam nữa. Họ rút. Đây chính là một trong những lý do mà theo quan điểm của Quy chính là lý do khiến cho
Đài Loan chiếm Trường Sa một cách rất là dễ dàng, đổ quân lên Ba Bình chẳng có bị ai mà can thiệp. Thậm chí các anh chị nhớ năm năm 1955 có một một thương nhân đến đảo Ba Bình tuyên bố đảo này của tôi, đảo này và 200 đảo khác của tôi, kiểu như Colombo vậy. Christopher Colombo phát hiện ở trong Mỹ tuyên bố đảo này của tao vậy. Đất nước của chúng ta lúc đó là nội loạn gì là không giữ. Thì quan điểm của Huy hơi khác quan điểm của chú Trần An Lộc ở chỗ là nội loạn ở trong nước cùng với cái thế lực mạnh lên chống Pháp, chống của Vua Bảo Đại khiến cho quân Pháp họ bỏ lửng Việt Nam, họ không thèm, tức là họ không thèm quan tâm tới Việt Nam nữa. Thì chúng ta bỏ đảo thì giặc nó chiếm. Quan điểm của Huy vậy đó các anh chị. Điểm thứ ba, chú Trần Lộc góp ý Huy là trong một số livestream gần đây chứ không phải livestream đó không, đó là Huy luôn nhấn mạnh cái đường lối, cái chủ trương, cái đường lối chủ trương và cái quan điểm của Huy là cổ vũ phong trào tổng biểu tình và bất tuân dân sự để giải trừ độc tài cộng sản, để xây dựng tự do và dân chủ cho Việt Nam. Thì chú ủng hộ điều này. Tuy nhiên chú có góp ý rằng Huy phải chấp nhận những đường lối khác. Huy phải chấp nhận những sự khác biệt khác và không được cực đoan với đường lối của mình. Thì xin ghi nhận cái đóng góp này của chú Trần An Lộc. Và Huy cũng xin minh định lại với các anh chị từ trước tới giờ. Quan điểm của Huy là Huy luôn chấp nhận mọi sự khác biệt. Các anh chị theo dõi từ trước tới giờ hơn 130 livestream của Huy, các anh chị biết mà, đúng không ạ? Huy chưa bao giờ mà gọi là bác bỏ một cái đường lối đối lập nào, trừ khi nhân vật nào đó cụ thể hoặc nhóm nào đó cụ thể mà có hành vi phá hoại, có hành vi lừa đảo, có hành vi gây cản trở đối với cái công cuộc đòi tự do dân chủ cho Việt Nam thì Huy công kích. Mà Huy công kích bằng cái quyền của Huy, tại Huy là người dân Việt Nam mà các anh chị, cho tới bây giờ Huy vẫn là người dân Việt Nam mà, đúng không ạ? Tôi được quyền yêu tự do, yêu dân chủ, tôi muốn tự do dân chủ, ai cản trở, ai phá hoại con đường tự do dân chủ của tôi và con cháu tôi được quyền công kích nó. Chớ tôi chưa bao giờ bác bỏ cái sự khác biệt của các anh chị hay các nhóm hội đoàn hay đảng phái nào. Cho tới bây giờ các anh chị có thể tìm hết 130 livestream của Huy coi chỗ nào mà Huy bác bỏ các tư tưởng khác, các đường lối khác, không hề có. Thậm chí Huy cổ vũ tất cả các đường lối. Huy lặp lại là Huy cổ vũ tất cả các đường lối, cổ vũ tất cả các mô hình, tất cả các đảng phái cùng hoạt động, cùng hướng về việc giải trừ độc tài cộng sản, đem lại tự do cho người dân Việt Nam. Các anh chị ai làm được làm ơn làm. Ai làm được làm ơn làm dùng cái. Các anh chị đừng có nói nhiều quá, các anh chị làm đi. Tôi thấy nhiều anh chị nói nhiều quá, lên live stream, lên phỏng vấn mắc mệt. Phỏng vấn mắc mệt, nói toàn là chuyện, gọi xin lỗi các anh chị, chuyện hàng tôm hàng cá không. Vậy mà cũng có mấy ngàn người theo dõi. Tại sao? Tôi không hiểu tại sao chúng ta thế kỷ 21 trôi qua 17 năm 9 tháng rồi mà còn đi coi chuyện hàng tôm hàng cá là làm sao? Các anh chị nói nhiều quá. Các anh chị làm cái gì đó cho cụ thể. Nói nhiều quá. Mà câu hỏi tôi khuyên các anh chị, câu hỏi chúng ta nên đưa ra cho những nhân vật cứ nói hoài, nói xàm, nói nhiều này rồi. Đường lối chính trị của anh là gì? Cái giải pháp chính trị của anh là gì để thay đổi Việt Nam? Các anh chị có giải pháp chính trị gì đặt lên bàn cho tôi coi? Đây là câu hỏi rất quan trọng nha các anh chị. Tại sao cho chúng ta thà chúng ta nói bây giờ tao lên tao tao lên để tao nói xấu thằng thằng Quy. Hôm nay tao live stream tao nói xấu thằng Quy là thì kệ, cái đó không cần đường lối chính trị, chỉ cần nói xấu mà các anh chị, nói gì mà chẳng được. Nói xấu mà nói xấu một cái thằng mà lưu vong nữa, nó làm sao mà kiện mình được? Nó làm sao mà kiểm mình được không? Chứ nói xấu mà nó mà cùng quốc tịch như mình, nó mà cũng quốc tịch Mỹ là thấy mụ nội với nó. Thấy mụ nội với nó. Đúng không các anh chị? Nói xấu thằng lưu giống thì khỏe lắm, trời dễ ở kìa. Thử nói xấu thằng đứng sau nó coi. Đúng không các anh chị? Rồi hôm nay nói xấu người này, mai nói xấu người kia, là thà nói vậy khỏi. Nhưng mà nói tôi là một trong những người đấu tranh cho tự do dân chủ, tôi lên tiếng cho tự do dân chủ Việt Nam, tôi muốn cho Việt Nam thay đổi, tôi muốn cho Việt Nam được tự do, thì các anh chị mỗi lần mà nó mở miệng nói xàm, các anh chị hỏi giải pháp chính trị của mày là gì mày để lên bàn cho tao coi coi. Chứ mày xạo quá, tao nghe rồi tao mệt, tao mất thời gian nữa. Trời ơi, cuộc đời mình có 60 năm, 60 tuổi, tự nhiên nghe nó cả 1-2 năm, trời mất phí 1-2 năm quý giá cuộc đời mình. Giải pháp chính trị của anh chị là gì? Đặt lên bàn cho tôi coi. Giải pháp chính trị
Ủa các anh chị là đi xôi đá quần người khác hả? Vậy là Việt Nam có tự do hả? Gì kỳ vậy? Cái gì mà tự do gì thú quắc vậy hả? Cái kiểu tự do gì mà kỳ cục vậy? Giải pháp chính trị của anh chị là lên tuyên bố tao sẽ giết thằng này, tao sẽ bỏ tiền ra giết thằng kia, giết thằng nọ. Trời ơi, vậy mà tự do cái gì trời? Cái đó là mọi trời. Cái đó là tư tưởng mọi rồi. Tự do cái gì? Đúng không các anh chị? Giải pháp chính trị là đi lên dẫn con tay Út lên rồi nấu nấu ăn hả? Trời đất. Dẫn con tay Út lên thì lặt rau nấu ăn gì Việt Nam có tự do á trời ơi. Khoe đồ ăn. Khoe bắt bô. Trời ơi, tôi thấy mấy anh chị vô rần rần coi tôi thấy mất cười quá. Tự do ở đâu mà trong đó mà chui ra vậy trời. Giống như kiểu ngày 2 tháng 9 tự do trong hang bắt bó chui ra hay sao. Làm gì có loại tự do đó các anh chị. Giải pháp chính trị của Quốc Huy trả lời với chú Trần An Lộc và các anh chị rằng giải pháp chính trị của Quốc Huy là tôi cổ vũ cho phong trào xây dựng lực lượng. Lực lượng đâu, lực lượng đâu? Tất cả các vấn đề mà Việt Nam đang gặp phải, đang vướng mắc chính là lực lượng. Lực lượng đâu? Các anh chị nói bây giờ cần lật đổ cộng sản. Trời ơi, nói nghe thấy ghê quá. Lật đổ cộng sản bằng cái gì? Đi mướn Trung Quốc đi lật đổ cộng sản hải làng hay sao? Ai rảnh đi lật đổ cộng sản cho các anh chị? Lật đổ cộng sản thì các anh chị phải có lực lượng, xây dựng lực lượng thì nó mới lật đổ được, đúng không? Không có lực lượng lật đổ bằng cách nào? Rồi các anh chị nói biểu tình, không có lực lượng ai đi biểu tình. Giải trừ độc tài thì phải có biểu tình chứ, đúng không? Rồi không xây dựng lực lượng ai đi biểu tình. Kêu mấy mẹ bán rau đi biểu tình, mấy mẹ bán cá đi biểu tình. Mấy mẹ lên thả like, thả tim cho mấy cái live stream mà dẫn ngón tay hay là phỏng vấn thằng tôm, thằng cá, xôi đá quần người ta, mấy người đó đi biểu tình để có tự do cho dân tộc hả? Tự do gì kỳ, tự do gì ngộ trời, dân tộc mình dễ thương quá các chị. Làm gì có, đúng không các anh chị? Phải có lực lượng thì mới có biểu tình chứ. Rồi giải pháp xây dựng lực lượng. Có một trong những giải pháp rất đơn giản mà phù hợp với những dân tộc chết nhát. Rất là phù hợp với những dân tộc chết nhát, đó là bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự là sao? Là sao các anh chị? Là dễ lắm. Tức là ai đang làm việc gì nghỉ không làm nữa. Không đóng thuế nữa thì nhà nước lấy tiền đâu mà xài. Không làm thì không có thuế, hoặc nền kinh tế không vận hành thì không đẻ ra thuế thì nhà nước sập. Đơn giản vậy đó. Mà muốn bất tuân dân sự các anh chị phải đánh thức người ta chứ. Các anh chị muốn giáo viên đồng loạt nghỉ dạy để cho con em dân không có đến trường, không nó dốt hết á, nó là nghỉ dạy hết rồi, dốt hết á, thì các anh chị phải đánh thức giáo viên chứ. Phải có những giáo viên lén lén nghe live stream, giống như lén lén à. Nhờ giờ ra chơi vô phòng hội đồng lén lén nghe live stream của tôi, tội nghiệp lắm các anh chị. Mở nghe live stream của tôi chụp hình gửi cho tôi coi. Xong nó bị hiệu trưởng rầy. Bị ông hiệu trưởng vô ông rầy. Ông nói các anh chị, các thầy cô mà còn nghe live stream của thằng phản động này nữa, tôi kêu công an bắt hết trơn nghe. Mấy thầy cô, dạ. Xong bữa sau nghe tiếp. Bữa sau nghe tiếp. Các anh chị phải có chừng hàng chục ngàn giáo viên được đánh thức thì họ mới nghỉ dạy. Đến một lúc nào đó họ nghỉ dạy, họ không đi, không đến trường nữa. Ai bắt bỏ tù tôi vì cái tội nghỉ dạy? Làm gì có chuyện đó, đúng không các anh chị? Các anh chị muốn các tài xế họ bất tuân dân sự thì các chị phải đánh sức thức các tài xế chứ, đúng không? Các tài xế đã thắng trong cuộc bất tuân dân sự ở các trạm thu phí BOT ở miền Tây. Tại vì họ thức tỉnh chứ họ không thức tỉnh nè. Ai lãnh tụ dân chủ nào, phong trào nào chỉ cho tôi coi, chỉ cho các tài xế làm chuyện đó, chỉ dùng coi. Tại họ thức tỉnh họ làm thôi. Ai đứng ra vỗ ngực coi, vỗ ngực xưng tên tôi đó, tôi là người làm chuyện đó, làm cái nữa tôi coi coi. Làm cái nữa tôi coi. Cần Thơ có hai trạm thu phí nè. Một trạm là từ Cần Thơ đi về phía Hậu Giang, quốc lộ 1 của Pháp xây chứ cộng sản không có xây, tự nhiên xây cái trạm thu phí lên. Một cái đường thứ hai là đi ngược lên phía An Giang, quốc lộ 91 xây cái trạm Chà Bá. Hai cái
Còn cái đường thứ ba thoát khỏi Cần Thơ là đường qua cầu Cần Thơ các anh chị. Qua cầu Cần Thơ thì các anh chị đóng phí trong phí đường bộ rồi. Tức là các anh chị ở Cần Thơ mà đi ra ngoài là bị thu phí, đi vô bị thu phí 2 triệu. Các anh chị thử coi, thử bất tưng dân sự sập hai cái trạm thu phí đó cho tôi coi thử coi. Không đánh thức người dân làm sao mà họ bất tưng dân sự, tức là chúng ta không có lực lượng. Giải pháp xây dựng lực lượng là giải pháp quan trọng nhất theo quan điểm của Huy cho đến lúc này. Không có lực lượng các anh chị không giải quyết được vấn đề gì hết. Thậm chí các anh chị, có nhiều anh chị rất là đại ngôn mà đại ngông nữa. Tôi có 300 ngàn cây súng, tôi sẽ chuyển về Việt Nam. Trời nghe thấy ghê, gạt được biết bao nhiêu đứa Việt Nam luôn. Xin lỗi các anh chị, súng các anh chị bằng nhiều bằng quân khu 7 với quân khu 9 quê tôi không? Nhiều bằng không? Các anh chị biết ở đó có bao nhiêu súng không? Mấy chục ngàn cây súng luôn, chứ đừng nói 300 cây súng mà đem về đó làm cái gì? Nó mở cửa kho quân khu 7 quân khu 9 ra, mấy thằng bá dơ nó cầm súng nó bắn là tan nát Việt Nam luôn. Tôi nói thiệt với các anh chị luôn. Các anh chị có nhiều súng mà các anh chị không có ai ở Việt Nam bắn hết trơn. Các anh chị gửi súng về cho Cộng sản nó lấy hay gì? Gửi về cho Cộng sản nó xài hay làm gì? Lực lượng đâu? Không có lực lượng mà ở đó mà la làng hoài, nói xàm hoài. Thì giải pháp chính trị của Quốc Huy là cổ vũ xây dựng lực lượng. Cổ vũ xây dựng lực lượng mà đó là mấu chốt quan trọng nhất cho tới thời điểm này. Đó là câu trả lời của Huy dành cho chú Trần An Lộc và các anh chị khi hỏi về đường lối của Huy. Huy cổ vũ xây dựng lực lượng, mà có một số anh chị sẽ hỏi thêm, Huy xây dựng lực lượng xong rồi làm gì nữa mày? Mày lên tổng thống hả mày? Mày lên thủ tướng hả? Mày chuẩn bị làm tổng thống lưỡng tính hả mày? Mày chuẩn bị làm thủ tướng mày? Mày chuẩn bị làm bộ trưởng cầu vồng sáu màu hả mày? Xin thưa với các anh chị, mấy cái cụm từ nó, cái mơ ước viển vông đó là chỉ có tụi Cộng sản và cái tụi cơ hội chính trị đang bu theo tụi Cộng sản, nó đang nuôi nấng trong đầu. Tôi biết có rất là nhiều gương mặt rất là nổi bật trong phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam đang âm mưu, đang ủ mưu. Cộng sản chắc chắn sụp, họ biết điều đó. Các anh chị còn nghe rõ không ạ? Các anh chị ơi, các anh chị hạn chế bấm like giùm Quy nha các anh chị. Ok, cảm ơn các anh chị. Quy nhắc lại, nhiều anh chị hỏi Quy là vậy thì giải pháp xây dựng lực lượng của Quy là xây dựng xong rồi để làm cái gì? Xây dựng xong rồi để làm tổng thống, xây dựng xong rồi để làm thủ tướng, để làm bộ trưởng hả? Tôi biết rất là nhiều anh chị đang âm mưu, đang ủ mưu. Khi Cộng sản sụp là chúng ta sẽ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Tôi cổ vũ các anh chị thôi, đó là ước mơ rất là tốt đẹp. Ai cũng có ước mơ, cuộc đời ai không có ước mơ đúng không anh chị? Nhưng mà tôi không có ước mơ giống các anh chị đừng suy bụng tha ra bụng người. Tôi không có ước mơ đó các anh chị ơi. Tôi không có ước mơ tham chính. Các anh chị nghe rõ là tôi nhắc đi nhắc lại hoài, có rất là nhiều cô dì chú bác khuyên tôi đừng có nói. Nói rồi sau này lỡ tham chính người ta cười, tôi không có ước mơ đó. Tôi không có ước mơ đó, tôi phải nói thiệt. Tôi là hai lúa, tôi không có ước mơ tham chính. Tôi biết gì tôi nói nấy à. Mà giải pháp xây dựng lực lượng của Quốc Huy là những thế hệ thanh niên kế tục tinh anh của quốc gia, là những người có tư duy là mình là một công dân của một quốc gia độc lập, có tư duy mình là công dân thế giới. Dám nghĩ một cách độc lập, dám hành động một cách độc lập và dám chịu trách nhiệm một cách độc lập. Tôi tạo ra lực lượng như vậy, tôi truyền cảm hứng để tạo ra hàng loạt thế hệ như vậy, thì các anh chị đảng phái nào, tổ chức chính trị nào, các anh chị cần lực lượng, các anh chị thu hồi họ, thu nhận họ vào, các anh chị sử dụng họ cho mục đích chính trị của mình. Nếu mục đích các anh chị phù hợp với họ là họ theo thôi. Tức là sao ạ? Tức là tôi tạo ra nguyên liệu cho các đảng phái chính trị, họ đem họ chế biến, họ xài. Chứ tôi xây dựng lực lượng để tôi làm tổng thống lưỡng tính. Tôi không có rảnh các anh chị. Tôi không có rảnh. Được không các anh chị? Đây là câu trả lời rất rõ ràng của tôi. Cho nên chốt lại cái điểm thứ ba mà chú An Lộc và các anh chị thường hay thắc mắc là tại sao thỉnh thoảng tôi hay công kích những cái người mà hơi khác đường lối của tôi là gì? Là những cái đường lối và những nhân vật đó có dấu hiệu cản trở con đường tự do của Việt Nam, thì tôi có quyền công kích họ, chỉ trích họ, đó là quyền của tôi.
tôi là công dân của nước Việt Nam, tôi là công dân của thế giới, tôi được quyền công kích những người mà có hành vi rất là mọi rợ, những người chậm tiến hóa, tôi được quyền công kích họ. Tôi cổ vũ xây dựng lực lượng những người tiến hóa, những người văn minh, những người thịnh vượng, những người yêu tự do. Rồi ai thích thì lấy gì xài. Những bộ óc tự do thì có thể phục vụ cho bất cứ điều gì mà họ thích. Các anh chị làm cho họ thích thì họ phục vụ cho các anh chị thôi. Các anh chị muốn làm tổng thống lưỡng tính thì kêu họ bỏ phiếu cho các anh chị. Vậy thôi. Được không các anh chị? Còn ngoài ra, tôi cổ vũ tất cả những giải pháp chính trị của các anh chị. Các anh chị muốn có giải pháp chính trị cứ đặt lên bàn, các anh chị triển khai. Các anh chị thu hút được ai, người ta thấy giải pháp của anh chị tốt, cứ đi theo. Tôi đâu có cản trở các anh chị đâu. Đồng ý không các anh chị? Đó là những trả lời của Huy dành cho chú Trạng Lập và các anh chị quan tâm. Tiếp theo thì Huy xin trả lời anh Hùng Trần. Anh Hùng Trần đặt câu hỏi bằng cách comment trong cái status thông báo của Huy. Thì Huy sẽ ưu tiên những anh chị nào đặt câu hỏi trong cái status đó. Anh Hùng Trần nói anh giành ghế đầu. Tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là Bắc Hàn đang lên gân và bắn tên lửa đạn đạo. Theo em thì tình hình này sẽ phát triển đến đâu? Có lợi gì cho tình hình đấu tranh hiện tại của người dân trong nước? Nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra thì người dân mình sẽ làm gì để thay đổi, để có thể thay đổi được? Thì thưa anh Hùng Trần và thưa các anh chị, tình hình thế giới thì chắc chắn là nó sẽ còn diễn biến rất là phức tạp và các anh chị. Thì như anh biết rồi là Bắc Hàn bắn một cái tên lửa đạn đạo, nó bay tới 2.700 cây số rồi các anh chị. Bắc Hàn vừa bắn một cái tên lửa bay 2.700 cây số, đạt chiều cao trên 500 km. Là đây là một trong những tên lửa mà bắn tầm xa nhất và nguy hiểm nhất từ trước tới giờ của Bắc Hàn, mà nó bắn đi qua khỏi vùng biển Nhật Bản luôn, cách Tokyo có khoảng tầm 1.200 cây số là tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản nha các anh chị. Thì người Nhật hiện giờ họ đang rất là lo lắng về điều này, họ rất là bất an. Và sau cái diễn biến này, các anh chị biết là Hàn Quốc là họ đặt trong tình trạng báo động, và Hàn Quốc lập tức diễn tập quân đội bắn đạn thật và diễn tập ném bom. Mà trong cái cuộc diễn tập ném bom của không quân Hàn Quốc, cuộc không kích đó, họ đặt cái mục tiêu là không kích vào bộ chỉ huy của chính quyền Bắc Hàn luôn. Họ gọi rất là mạnh mẽ vậy luôn. Tức là các anh chị biết cái ngòi nổ chiến tranh nó rất là căng thẳng rồi, nó nóng dữ lắm rồi. Mình không biết là có thể tối nay nó nổ không chừng cái gì. Tối nay nó nổ không chừng, hoặc là ngày mai tháng sau, hay là cuối năm, hay là năm sau không chừng, cái đó không ai biết chứ. Không có một người nào có thể dự đoán chính xác được chiến tranh có thể xảy ra vào lúc nào, nhưng mà nó rất là cận kề. Tuy nhiên cái phần của anh hỏi là gì? Tình hình này có lợi gì cho người dân trong nước? Thì xin thưa là anh Hùng Trần và các anh chị, như nhiều lần Quý đã phân tích, nếu như người dân Việt Nam chúng ta mà thức tỉnh, lực lượng đông, thì những cái chuyển biến về chính trị hoặc là quân sự, cái kiểu mà thế giới đã diễn ra rất là nhiều, những cái diễn biến và chuyển biến này nè, mà người dân mà thức tỉnh, họ sẽ nắm được thời cơ và họ thay đổi vận mệnh của quốc gia dân tộc mình luôn, nếu như họ thức tỉnh. Tức là sao ạ? Tức là nếu thế chiến xảy ra mà nó lan tới Thái Bình Dương, Việt Nam phải tham chiến, thì chính quyền Việt Nam nó chắc chắn nó sẽ rất là bị suy yếu, nó bị ảnh hưởng. Mà nó, các chị biết rồi, Việt Cộng nó là tay sai của Trung Cộng mà. Nó tham chiến theo cái hướng nào? Nó phải liên minh với Trung Cộng, nó đánh lại khối tự do. Nó đánh lại Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, nó đánh lại Singapore, nó đánh nguyên một khối vậy nè. Thì chắc chắn là Việt Cộng nó không có thể nào nó tồn tại được. Nó phải nướng dân của mình để nó phục vụ cho mưu đồ của thằng Trung Cộng thôi. Thế đó là cơ hội để người dân chúng ta lật đổ nó, nếu người dân thức tỉnh. Còn người dân không thức tỉnh thì đó là một cái cơ hội để chúng ta nướng xác cho nó, chúng ta đưa đầu ra cho nó, chúng ta đội nón tai bèo, đeo dép rau, quải AK-47, cùi bắp, đi bắn tên lửa Tomahawk của Mỹ. Chúng ta sẽ được liên minh liên kết với quân Trung Cộng bắn tên lửa Tomahawk của Mỹ bằng AK-47. Đó cũng là cơ hội. Đó là cơ hội diệt vong cả dân tộc. Phải không anh Hồng Trần? Đó là cơ hội diệt vong cả dân tộc. Để nếu chúng ta thức tỉnh thì cơ hội đi lên, thay đổi cả quốc gia dân tộc chúng ta. Còn không là chúng ta đi xuống tận đáy bùn nhơ của nhân loại luôn. Câu hỏi thứ hai của chị Nhi Nguyễn, đó là thực phẩm độc hại, ung thư, thuốc giả. Những câu trả lời trốn tránh trách nhiệm của lãnh đạo cộng sản, thuế tăng,
vơ vét dân tận xương tủy. Tuổi trẻ hôm nay thờ ơ vô cảm, không biết làm thế nào. Chúng ta nên có những hành động thiết thực gì để thức tỉnh thêm họ? Thì trả lời chị Nhi Nguyễn rất là trăn trở về Việt Nam. Chị diễn tả trong một cái câu hỏi mà muốn hết hiện tình Việt Nam, đúng không các anh chị? Còn thêm cái vụ mà thành nô lệ của Trung Quốc nữa là đủ luôn. Đủ luôn. Thì tất cả những hiện tình Việt Nam hiện nay chúng ta biết hết rồi các anh chị, đúng không? Nhưng mà có những người dân chưa biết, có những bạn trẻ chưa biết, họ bị nhồi sọ, họ bị đổ khuôn, hoặc là bị làm đủ thứ mọi cái để họ không được biết gì hết. Thì trách nhiệm của chúng ta phải truyền miệng, chúng ta phải truyền sự thật, chúng ta phải đánh thức họ. Chúng ta là người biết, chúng ta phải đưa sự thật đến cho họ. Chúng ta biết mà chúng ta không nói sự thật cho họ thì làm sao họ biết? Thì chúng ta dùng truyền miệng, quy lập lại nghe, chúng ta dùng truyền miệng chứ không có dùng truyền đơn như cái gì. Dùng truyền đơn cộng sản nó bắt, nó đập đầu, nó cắt cổ. Chúng ta truyền miệng, chúng ta đánh thức họ thì chúng ta tạo lực lượng. Chúng ta tạo những nhóm 3 người, 5 người, những người thân với chúng ta, các anh chị, bạn bè thân, chúng ta truyền sự thật cho nhau. Chúng ta đi uống cà phê với nhau thì đi uống với cái tấm sầm xí làm gì? Tối ngày đi uống cà phê nói chuyện sạm xí, nói chuyện cá nhân của người ta làm gì? Nói chuyện cái thằng này nó yêu con này, xong nó bỏ con này, nó quen thằng con kia làm chế, đúng không? Cái chuyện đó để vợ nó lo. Cái chuyện tối ngày đi lo thằng Huy nó không yêu con này mà nó đi cưới con kia. Trời đất ơi, vợ của thằng Huy nó không lo là thôi, mấy anh chị lo chuyện đó làm chi? Sao có tự do cho con cháu mình? Để cho vợ tôi lo chuyện đó. Vợ tôi có đăng ký kết hôn với tôi đàng hoàng mà, trời. Sao tự nhiên cái có nhiều chị, trời ơi sao mày không yêu con nhỏ này, con nhỏ này là thánh nữ chống cộng nè, trời ơi, nó là biểu tượng, nó là gì? Sao mày không yêu con này mà mày lấy yêu con kia? Trời ơi, gì kỳ vậy? Con kia đó là vợ tôi, nó có gì đăng ký kết hôn với tôi. Con thánh nữ chống cộng này thì các anh chị thờ nó đi chứ nó không liên quan gì tới tôi. Nó không liên quan gì tới tự do con cháu các anh chị á. Đi uống cà phê với những người yêu tự do, không đi uống cà phê với những cái đám xàm xí đú, được không các anh chị? Chúng ta đánh thức lẫn nhau, xong chúng ta truyền thông tin đó cho những người khác nữa, rồi chỉ cho họ những cái nhóm 3-5 người giống hệt như vậy, thành lập những nhóm 3-5 người giống hệt như mình, cũng truyền sự thật cho nhau nữa, rồi chỉ cho những nhóm khác làm vậy nữa. Tức là chúng ta làm rồi chỉ người khác làm giống nữa, thì những nhóm 3, nhóm 5 đó nó nở rộng này, chúng ta có lực lượng thì chúng ta thay đổi hiện tình. Mà cái gốc của hiện tình là tôi lặp đi lặp lại là gì ạ? Khi lực lượng đủ đông, chúng ta tổng biểu tình, tổng bất tuân dân sự, giải trừ thằng độc tài cộng sản đi, thì chúng ta sẽ xóa bỏ hết tất cả những cái hiểm họa của dân tộc đang tồn tại trên đầu mình. Không giải trừ được độc tài cộng sản, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được những hiện tình tâm tối của dân tộc mình. Đó là sự thật. Câu hỏi thứ ba của anh Lưu Đình Cung. Theo mình, cờ vàng ba sọc đỏ thì màu vàng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam da vàng, ba sọc đỏ là ba miền Bắc Trung Nam. Mình muốn hỏi bạn sao cờ đỏ sao vàng nó có ý ra sao? Anh Lưu Đình Cung anh cũng hiểu cái ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi, nhưng mà anh hỏi là cái cờ đỏ sao vàng nó có ý nghĩa ra sao? Thì thưa anh Lưu Đình Cung, nó có ý nghĩa ra sao thì anh phải hỏi cộng sản chứ, tại vì tôi không phải cộng sản, anh hỏi tôi không biết. Nhưng mà tôi biết một điều, cái cờ đỏ sao vàng đó nó xuất phát từ một cái chi bộ cộng sản của Phúc Châu Trung Quốc, của Phúc Châu Trung Quốc. Thì Việt Cộng nó mới lấy cái cờ đó về làm cờ quốc gia Việt Nam, cờ cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tức là cờ của một chi bộ, một tỉnh Trung Quốc, hiện giờ là cờ nước Việt Nam. Thì nó ý nghĩa gì các anh chị tự hiểu. Các anh chị tự hiểu. Chứ nói tới đó mà không hiểu thì thôi. Thì thôi, tôi hai lúa mà tôi còn hiểu nữa. Câu hỏi thứ tư của chị Lê Nga. Cho chị hỏi người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam để làm tổng thống được không vậy em? Vì sao? Câu hỏi này hay không các anh chị? Hay á, câu hỏi này hay á. Thưa chị Lê Nga và các anh chị, người mà có quốc tịch nước khác á, muốn về làm tổng thống hay làm nguyên thủ quốc gia của nước này, thì hầu hết trên thế giới họ đều không chấp nhận điều đó. Tức là có quốc tịch nước A không thể làm nguyên thủ quốc gia của nước B. Hầu hết các quốc gia trên thế giới tôi chưa thấy quốc gia nào chấp nhận điều đó. Đây là thông lệ quốc tế.
Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, theo hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, chúng ta hiện giờ không có hiến pháp thì luật pháp nào khác, luật nó phải mọi chút nhưng mà đó là duy nhất, đúng không ạ? Theo hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì điều này cũng không được luôn. Cũng không được luôn. Còn sau này các anh chị như chị Lê Nga ở nước ngoài mà muốn về làm tổng thống lưỡng tính, làm thủ tướng lưỡng tính chẳng hạn, tôi nói chơi là chị Nga định dặn nha, ý tôi nói là các anh chị muốn về làm tổng thống hay thủ tướng lưỡng tính 3D chẳng hạn, các anh chị sửa hiến pháp, sửa luật, các anh chị tự cho phép người nước ngoài làm tổng thống nước mình, mà các anh chị dụ dân mà bỏ phiếu thông qua được luật đó thì ok, chuyện đó hợp pháp. Mà tôi thấy nếu mà vậy thằng Trung Quốc nó qua làm tổng thống Việt Nam cái nguy cơ nó cao lắm các anh chị. Câu hỏi thứ năm của anh Tony, sau này đất nước hòa bình không Việt Cộng thì chúng ta nên xử bọn Phạm Văn Thành, Nguyễn Anh Sơn, Thái Vi Lan ra sao? Câu hỏi hay không các anh chị? Có anh chị nào trả lời câu hỏi này được không? Câu hỏi hay quá, các anh chị thả cười ha ha không? Có anh chị, các anh chị nào trả lời câu hỏi này giùm tôi được không? Tức là ý của anh Tony á là sau này khi đất nước chúng ta không có Việt Cộng mà chúng ta có tự do rồi các anh chị, thì chúng ta sẽ xử bọn Việt gian ra sao? Tôi hiểu cái ý này là gì? Xử bọn Việt gian ra sao? Các anh chị nào trả lời giùm Huy cái, Huy xin phép uống nước và mình nói tiếp. Người xa xứ để chúng tự xử với nhau. Đoàn Thị Thị Dương đừng trả lời anh Huy. Hải Đăng, Emily nữa chớ. Anh Trân Nguyên live stream với Trịnh Du đã nói chặt cái đầu tao cho Quốc Huy rồi, nếu Quốc Huy được đi định cư nước ngoài vậy hắn thua rồi phải không? Quốc Huy cho biết hiện tại ở đâu. Nhi Nguyễn đấu tố he he. Bình Phan thiến nó luôn. Nhiều gợi ý quá các anh chị. Câu hỏi này hay à, câu hỏi này hay, câu hay mà khó nữa đúng không các anh chị? Khó trả lời lắm, các anh chị trả lời vui chơi thì được, trả lời chơi thì được, giống như mình Phan thiến nó luôn, non gái thì tao thiến, thí dụ chẳng hạn, hoặc là già hết xíu quách rồi thiến cái gì, thí dụ đúng không các anh chị? Anh Mai Đoàn Nguyên không trả lời nha Quy. Tại sao không trả lời anh Mai? Câu hỏi hay mà. Các anh chị không trả lời, nhưng mà Huy sẽ trả lời. Thưa các anh chị, sau này đất nước không còn Việt Cộng, đất nước có tự do, thì việc xét xử một ai đó có tội, hay phán xét một người nào đó có tội, hoặc phán một người nào đó vô tội, việc đó thuộc thẩm quyền của ngành tư pháp. Nó không phải là thẩm quyền của Huy, mà nó cũng không phải thẩm quyền của một trong những chúng ta ở đây, đúng không các anh chị? Phải không? Xét xử và phán xét một ai đó có tội hay không có tội, nó thuộc thẩm quyền của ngành tư pháp, mà nói nôm na cho dễ hiểu, nó là thuộc thẩm quyền của tòa án. Trời đất ơi, khi có đất nước tự do, tòa án lo mấy chuyện đó. Các anh chị rảnh đâu mà lo hồi mà xử người này xử người kia, chúng ta không có thẩm quyền đó các anh chị ơi, không có thẩm quyền các anh chị. Nói thêm cho anh Tony và các anh chị cái điểm này, nó đơn giản lắm, chúng ta thường bỏ qua nó nhưng mà nó rất là quan trọng, nó quan trọng dữ lắm. Tại vì là chúng ta thường hay có tư duy mày bậy rồi, mày sai rồi, mày sai, mày lỗi, mày có tội rồi. Còn ê, cái thằng này nó không có sai nè, nó đúng, nó không có bậy, nó không có tội, đúng không các anh chị? Chúng ta thường này có từ gì đó đúng không? Nhưng mà thiệt ra chúng ta nghĩ trong đầu thì được, còn chúng ta nói và chúng ta coi đó là chân lý và chúng ta hành động theo điều đó thì chúng ta hơi bị bậy, chúng ta mới bậy. Tại sao ạ? Tại vì phán một người nào đó có tội sai trái hay phán một người nào đó vô tội không sai trái là thuộc thẩm quyền của tòa án, không phải của chúng ta.
Mà chính cái điểm này nè, cái phe mà chúng ta hay nghĩ họ là Việt gian á, có khi họ là bị gian thiệt nữa, không chừng. Cái phe đó đó, họ hay tự cho mình cái quyền này. Họ cho mình cái quyền phán xét người khác, chụp mũ người khác. Họ tự cho mình quyền ngồi lên nè, ngồi nghênh ngang vậy nè, mở diễn đàn đấu tố A, B, C, D, E, F, G, H, 21, 11, 21, 12. Cuối cùng, tao là quan vinh muôn năm, tao là bách chiến bách thắng, tao là đỉnh cao trí tuệ, tao là vĩ đại muôn năm, tao là đạp lên sát thù, còn tụi bay là chết. Mà đó chính là tư duy của cộng sản mọi rợ. Chỉ có cộng sản mọi rợ mới có tư duy, chỉ có tao mới được đúng, tao mới được xét tụi bay đúng tụi bay sai, tụi bay đứng về phía tao tụi bay đúng, tụi bay đứng ngược phía tao tụi bay sai. Cái đó là mọi rợ các anh chị ơi, mở diễn đàn để đấu tố người ta thì đó là tư duy mọi rợ. Cái tư duy mọi rợ nó không phụ thuộc vào việc các anh chị có quốc tịch nào, nó không phụ thuộc các anh chị đang sống ở đâu, nó không phụ thuộc các anh chị đang làm việc cho tổ chức nào, nó cũng không phụ thuộc các anh chị đã học ở trường nào, mà nó phụ thuộc vào chúng ta hành xử có văn minh hay không, có văn minh hay không. Chúng ta hành xử với cái chuyện lý ra cái chuyện mà đang tranh chấp, cái chuyện đâu cuộc đời này đầy dẫy tranh chấp, đầy dẫy mâu thuẫn. Cái chuyện tranh chấp và mâu thuẫn này lý ra chúng ta nhìn nó bằng cách tại sao tụi bay không đưa nhau ra tòa, có một con quỷ đứng chống nạnh như là á, cái đầu lừa tanh, cái đầu lừa tanh, thì chúng ta phải chỉ cho nó, mày biết khùng, mày biết khùng, mày trên 18 tuổi, mày thằng nào mà lừa tình, mà mày kiện nó ra tòa. Đúng không anh chị? Mày nó lừa mày, mày kiện ra tòa, lừa đảo lỡ tù. Có thằng nào ngồi nó là đồ lừa tiền, nó là đồ lừa tiền, cái não bị hư. Lừa tiền thì kêu công an bắt nó, lừa đảo là ở tù. Chửi lừa tình, cái nó quay lại nó yêu mình hả? Nó bỏ vợ nó để nó quay lại nó yêu mình hả? Nó xé tờ giấy đăng ký kết hôn với vợ nó quay lại nó yêu mình, tại cái kiểu mà chống nạnh lừa tình, cái nó quay lại nó yêu mình hả? Rảnh dữ hả? Mọi hay lông chỗ đó đó. Rồi nghênh ngang lên lập diễn đàn phỏng vấn rồi lừa tiền rồi cái nó sợ quá, nó sợ đấu tố quá, cái nó trả tiền lại cho mình nữa, móc tiền cái nó trả lại cho mình nữa. Kêu công an bắt nó mới sợ. Thằng nào mà lừa tiền tao tao kêu công an bắt mày thấy bà mày luôn, đúng không? Gặp công an cộng sản nữa, nó bắt là nó đập đầu, nó cắt cổ, nó lấy dây áo, nó cuột, nó treo lên, chết đúng quy trình luôn. Nó sợ gần chết. Đúng không? Đó là hành xử văn minh. Hành xử văn minh là gì? Thấy người ta đang tranh chấp thì kêu ê ra tòa đi, rảnh dữ vậy, đứng đây la làng rồi giống khùng. Hành xử văn minh là như vậy. Còn nhào vô thấy người ta đang lừa tin cái mình ở ngoài nhào vô lừa tin cái đó là mỏi mỏi, không có thay đổi được vấn đề, không giải quyết được tranh chấp. Cho dù chúng ta, tôi quay lại nha, dù chúng ta ở đâu làm cái gì, quốc tịch nào, học cái trường nào, mà chúng ta không thay đổi được tư duy đó thì không thể nào chúng ta là người văn minh được. Mà thậm chí nói thiệt các anh chị đừng buồn, chúng ta là công dân thế giới, chúng ta phải tiếp cận với nền văn minh của người ta dùng một cái. Người ta văn minh tới cỡ nào rồi, các anh chị có thấy cái xứ nào ngoài Việt Nam với Trung Quốc mà tối ngày đứng chống cái nạnh lên tay lên tay lên tiếng lên tiếng rồi đấu tố rồi chửi nhau, chửi suốt ngày không ngóc đầu lên được, bước ra ngoài đường ai cũng chê cười, ai cũng tránh như thằng hủi vậy đó, mà tối ngày cái chỏ mỏ cái chu mỏ vô những chuyện tào lao không. Đúng không các anh chị? Mở cái đầu ra văn minh hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy nào, chúng ta không có thẩm quyền phán xét một ai đó có tội, hay chúng ta không có đủ chức năng để phán xét một ai đó vô tội. Mà đó là, tôi nhắc lại nha, đó là thẩm quyền của ngành tư pháp, nói cụ thể hơn là tòa án.
nghe các anh chị. Thì đó là một trong những cái điểm mà chúng ta cũng cũng phải truyền với nhau, đó là sự thật các anh chị, đó là sự thật của sự văn minh, sự thật của sự văn minh. Chúng ta phải có ngành tòa án độc lập để họ làm chuyện đó. Ngành tòa án không thuộc đảng nha, tòa án thuộc đảng là sai nó thành đúng, đúng thành sai. Một lát nữa chúng ta sẽ nói về sai thành đúng, đúng thành sai. Rồi, đó là tất cả những câu hỏi giao lưu mà tôi dành thời gian để trả lời với các anh chị. Quay trở lại cái chủ đề hôm nay thì các anh chị nãy giờ có ý kiến gì không ạ? Chủ đề hôm nay tôi làm ngắn lắm các anh chị, khoảng chừng 10 phút thôi, tại chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Anh Hải Đặng lấy hộ chiếu người ta mà chửi người ta lừa đảo mới ghê chứ. Thật ra anh Hải Đặng, hộ chiếu là tài sản của công dân, tài sản cá nhân á các anh chị. Lấy cướp hộ chiếu người ta là cướp tài sản. Ở các nước văn minh á các anh chị, là đó là tội rất là nặng đó. Chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà đối với những người mà họ hành xử không văn minh, kém văn minh, thì họ thấy điều đó bình thường. Mà rất nhiều người bị như tôi chứ không phải một mình tôi, rất là nhiều. Thì hôm nào tôi sẽ nói với các anh chị, cơ sẽ có một cái live để dành các anh chị về có hay không một cái đường dây chăn dắt người tị nạn để trục lợi từ họ. Thì chúng ta sẽ nói những cái biện pháp, những cái cách mà họ làm điều này. Thì tôi nói chung thôi các anh chị, tôi không nói cụ thể một ai nha các anh chị. Rồi, nếu các anh chị không có ý kiến gì khác thì chúng ta quay trở lại. Nãy giờ chắc các anh chị cán bộ công chức đảng viên, các anh chị cười hả hê, cười đã hay các anh chị. Ngày 29 tháng 9 là ngày Quốc Khánh mà, đúng không? Ngày Quốc Khánh thì chúng ta cũng phải vui vẻ chút. Nói chuyện chính trị căng thẳng lắm, nói chuyện vui vẻ để cho nó vui. Vậy thì hôm nay tôi có một cái câu hỏi để hỏi các anh chị đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và cán bộ công chức. Ngày 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh, đúng không? Ngày Quốc Khánh của các anh chị. Nhưng mà vì sao các anh chị gọi nó là ngày Quốc Khánh? Tại sao tôi hỏi câu này? Tại vì thí dụ đi, ngày mà chiến tranh kết thúc, ngày chiến tranh kết thúc thì quốc gia của người ta sẽ chọn ngày đó là ngày Quốc Khánh, đúng không các anh chị? Phải không? Ngày nội chiến kết thúc, trong nước người ta nội chiến, người ta kết thúc nội chiến, người ta hòa bình, người ta chọn cái ngày đó là ngày Quốc Khánh. Rồi cái ngày mà cái nước mà bị nước khác chiếm đóng, tức là bị ngoại bang xâm lược, mà ngoại bang nó bị thua trận, nó bỏ chạy, chúng ta giành lại được chủ quyền quốc gia, chúng ta sẽ chọn ngày đó là ngày Quốc Khánh, đúng không các anh chị? Hoặc là cái quốc gia mà đã chiếm đóng chúng ta, chiếm hữu thực địa, nó tuyên bố trả độc lập cho chúng ta, trả độc lập, không chiếm hữu chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ chọn ngày đó là ngày Quốc Khánh. Vậy ngày 2 tháng 9 năm 1945, vì lý do gì mà các anh chị chọn nó là ngày Quốc Khánh? Vì lý do gì các anh chị gọi nó là ngày Quốc Khánh? Các anh chị tự trả lời câu hỏi này với lương tâm của mình, cũng như mọi lần tôi hay nói chuyện. Tại vì tôi biết các anh chị đảng viên, cán bộ công chức, các anh chị ngại trả lời mấy câu này lắm. Ngại trả lời lắm. Trả lời mà khổ các anh chị. Những bạn mà trong friend list của tôi còn là đảng viên với cán bộ công chức cũng hay inbox với tôi nói như nè. Thật ra đôi khi cũng muốn trả lời, mà trả lời xong bị chửi. Trả lời xong bị chửi. Cái quan điểm của họ khác quan điểm của những người tự do. Trả lời xong bị chửi, mà cũng tội nghiệp. Thật ra có nhiều khi các anh chị biết, đứng ở góc độ của chúng ta, đọc những cái còm của các bạn mà yêu đảng trả lời, nhiều khi mình muốn chửi. Nhưng mà tôi nói thiệt các anh chị, sẵn đây tôi chia sẻ luôn, các anh chị bớt chửi lại họ, bớt chửi họ. Tại sao ạ? Tại vì khác biệt về mặt tư tưởng các anh chị. Chúng ta chỉ có thể thay đổi bằng sự thật, chứ ta không thể thay đổi bằng cách chửi mắng. Chửi mắng họ, họ không thay đổi được đâu các anh chị ơi. Thiệt á, hay để cho họ nói lên tiếng nói của mình. Và để bớt chửi họ lại. Hoặc là cứ đặt câu hỏi cho họ tự trả lời với lương tâm của mình. Thì cả thế giới như tôi nói, họ chọn ngày Quốc Khánh là nó có lý do, là đất nước người ta vĩnh viễn không còn chiến tranh nữa, vĩnh viễn không còn tranh chấp nữa.
vĩnh viễn không còn nồi da sáo thịt nữa. Đất nước hoàn toàn, thứ nhất là thống nhất, thứ hai là hòa bình, thứ ba là ấm no hạnh phúc. Thì người ta mới chọn ngày đó là ngày Quốc Khánh, đúng không các anh chị? Vậy ngày 2 tháng 9 tại sao lại là ngày Quốc Khánh? Năm 1945 nó có rất là nhiều sự kiện xảy ra mà chúng ta có thể nhắc nhớ với nhau là gì? Là tháng ngày 9 tháng 3 năm 45, ngày 9 tháng 3 năm 45 là Nhật, phát xít Nhật lúc đó là tràn khắp cả châu Á. Tất cả các quốc gia nào của châu Á mà bị chiếm hữu thuộc địa, bị Anh và Pháp chiếm á, thì người Nhật đến giúp. Tôi nói rõ cái quan điểm của tôi trong chỗ này nghe. Người Nhật đến giúp cho các quốc gia bị chiếm hữu thoát khỏi các chiếm hữu thuộc địa đó. Chúng ta nhìn phát xít, chúng ta phải nhìn hai góc độ rất là rõ ràng. Tức là chúng ta cứ chửi họ có tội, có tội, có tội, xin lỗi họ có tội diệt chủng. Phát xít Nhật giết gần 200.000 thằng khựa ở Trung Quốc. Khi nó chiếm Trung Quốc, nó chia năm sẽ bảy Trung Quốc, nó giết gần 200.000, giết đã tài luôn. Đã tài luôn, nghĩ lại cũng phải đã tài. Đó là tội diệt chủng. Nhưng phát xít Nhật giúp cho các dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của thực dân. Họ giúp thật sự các anh chị. Đúng không? Đúng không các anh chị? Hỏi phải không? Họ có nổ súng bắn người Việt Nam nào không các anh chị? Không có. Thì ngày 9 tháng 3 là Nhật hất cảng Pháp khỏi Đông Dương, Việt Nam chúng ta giành độc lập. Dĩ nhiên cái nền độc lập đó thuộc khối đế quốc Nhật. Chúng ta mang tên đế quốc Việt Nam các anh chị. Ngày 10 tháng 3 Nhật hoàn toàn thống lĩnh Đông Dương, Pháp đầu hàng, tướng lãnh của Pháp bị nhốt vô tù hết. Tức là Pháp không còn thể chế thuộc địa ở Đông Dương vào ngày 10 tháng 3 năm 45 nữa. Nghe anh chị. Ngày 11 tháng 3 năm 45, vua Bảo Đại ra một cái tuyên cáo Việt Nam độc lập. Tuyên cáo Việt Nam độc lập. Thì ngày 14 tháng 8 năm 45, nó có một cái biến cố. Thì ngày 11 tháng 3 là cái sau cái tuyên cáo Việt Nam độc lập này, chính là Việt Nam chúng ta không còn phụ thuộc vào Pháp nữa. Anh chị hiểu không? Là đất nước chúng ta không còn bị thực dân Pháp xâm chiếm nữa. Tức là nói, quay trở lại cái quan điểm, cái câu hỏi đầu tiên á, là nói nếu mà đúng á, thì phải gọi cái ngày 11 tháng 3 là ngày Quốc Khánh mới đúng. Tại đất nước chúng ta thoát khỏi thực dân Pháp, chúng ta được độc lập, quốc trưởng chúng ta là Bảo Đại, đất nước chúng ta mang tên đế quốc Việt Nam thuộc khối đế quốc châu Á, khối Đại Đông Á. Nhật bảo trợ cho khối Đại Đông Á này. Đúng không ạ? Thì ngày 11 tháng 3 năm 45, bằng cái tuyên cáo Việt Nam độc lập này, đúng ra phải là ngày Việt Nam chọn là Quốc Khánh mới đúng. Đúng không anh chị? Đến tháng 8 năm 45, tức là ngày 14 á, thì Nhật bị thua. Thua cuộc, Nhật Hoàng đọc lệnh đầu hàng quân đồng minh. Thì các anh chị biết rồi, hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném ở Nhật Bản khiến cho Nhật không thể nào mà chịu nổi, họ phải đầu hàng. Thì 14 tháng 8 Nhật chính thức buông súng. Họ chờ quân đồng minh tiến vào Đông Dương để giải giáp vũ khí ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Các anh chị nhớ cái mốc này rất là quan trọng. Thì đến ngày 19 tháng 8 ngày 17 tháng 8 ngày 17 tháng 8 là 3 ngày sau, thì Thủ tướng Trần Trọng Kim của chính phủ quốc gia Việt Nam, lúc đó là Bảo Đại vẫn là quốc trưởng các anh chị, thì Thủ tướng Trần Trọng Kim đã tổ chức một cuộc meeting ở nhà hát lớn để tuyên bố bảo vệ nền độc lập của Việt Nam. Cuộc meeting có khoảng 10.000 người tham dự. Thì ngày 19 tháng 8 ngày 19 tháng 8 là sau đó 2 ngày thì lực lượng Việt Minh ở Hà Nội tổ chức một cuộc meeting cũng tại nhà hát lớn. Sau đó họ kéo tới Bắc Bộ Phủ, họ cướp chính quyền của Trần Trọng Kim. Cướp chính quyền của Trần Trọng Kim. Mà lực lượng Việt Minh lúc đó họ, lúc đó sĩ quan Nhật họ vẫn còn ở Đông Dương. Họ đầu hàng nhưng mà họ chưa có rút quân các anh chị. Họ chờ quân đồng minh đến giải giáp. Thì Nhật chấp nhận với quân đồng minh là họ tiếp tục ở Đông Dương để giữ gìn hòa bình thôi, chứ họ không thăm chính nữa. Thì lúc đó là Việt Minh mới đàm phán với mấy thằng Nhật á. Đàm phán với mấy thằng Nhật á. Xách vũ khí, cướp chính quyền. Mấy Nhật chuyện của nước mày tao không thèm lo, cái mẹ mày. Cướp chính quyền cái bà mày. Mà các anh chị biết, cái trò mà đi cướp chính quyền này là do ai mà ra? Do ai mà ra các anh chị? Cách đây mấy hôm tôi có đăng một cái hình, mấy ngày tôi có đăng một cái hình. Cái hình ông Hồ Chí Minh, tức là Thiếu tá Hồ Quang,
của Tàu Khừa ngồi giữa một đám bộ đội Tàu ở trên Bắc Bó. Sau khi chụp tấm hình đó mấy ngày thì là cái lúc mà tay thiếu tá Hồ Quang, tức là Hồ Chí Minh này, xúi người dân miền Bắc đi cướp chính quyền đó các anh chị. Đó chính là nguồn gốc. Cướp chính quyền là do Hồ Quang, Hồ Chí Minh mà ra, xúi người dân đi cướp chính quyền. Thì cho đến ngày 24 tháng 8 năm 45 thì những tay Việt Minh gạo cội gồm có Hồ Quang, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ Tây Bắc á, từ Thái Nguyên kéo lực lượng về Hà Nội. Kéo lực lượng về Hà Nội. Ngày 2 tháng 9 thì Hồ Chí Minh tổ chức một cái buổi meeting ở quảng trường Ba Đình. Ngày 2 tháng 9 năm 45 tổ chức một buổi meeting ở quảng trường Ba Đình để đọc cái gọi là bản tuyên ngôn độc lập. Đọc cái được gọi là bản tuyên ngôn độc lập. Thì chính ngày 2 tháng 9 năm 45 này, tức là sau cái sự, sau cái biến cố lịch sử là cướp chính quyền này, thì người cộng sản mà cụ thể là Hồ Chí Minh, tức thiếu tá Hồ Quang của Trung Quốc đó, đã thực hiện thành công việc cướp chính quyền của chính phủ Việt Nam. Anh chị hiểu không ạ? Tức là một người Trung Quốc xúi dân Việt Nam cướp chính quyền của chính phủ Việt Nam cho người Trung Quốc. Thì ngày đó, ngày 2 tháng 9 năm 1945 đó, được gọi là ngày Quốc Khánh cho tới bây giờ. Được không các anh chị? Rõ không? Rõ ràng không? Rất là rõ ràng vậy đúng không ạ? Các anh chị còn nghi ngờ là lên Google tra coi đúng không? Coi những gì tôi nói đúng không? Vậy thì, đối với các quốc gia khác trên thế giới, ngày Quốc Khánh là ngày người ta kết thúc chiến tranh. Ngày Quốc Khánh là ngày người ta có hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Còn đối với Việt Nam, ngày Quốc Khánh là ngày chúng ta giúp cho thằng giặc Trung Quốc cướp chính quyền của đất nước chúng ta, giao cho nó. Đúng không các chị? Phải không? Phải không? Không cần thả like, không cần thả tim, trả lời thực tâm với lòng mình, đối diện với lương tâm của mình. Phải như vậy không? Ngày Quốc Khánh lại là ngày ăn cướp. Trời ơi là trời, đất nước gì ngộ vậy trời. Trên đời dưới thế tôi chưa thấy có quốc gia nào mà chọn ngày ăn cướp làm ngày Quốc Khánh. Wow, tự hào quá. Nói wow đi. Nói wow đi các anh chị đảng viên. Trên đời dưới thế tôi chưa thấy quốc gia dân tộc nào chọn cái ngày ăn cướp làm ngày Quốc Khánh. Mà nó đau đớn, nhục nhã, ê chề ở chỗ là chọn cái ngày giúp thằng giặc đi ăn cướp chính quyền của quốc gia mình, trao cho nó làm ngày Quốc Khánh. Các anh chị có thấy quốc gia nào trên thế giới chọn cái ngày mà khốn nạn như vậy là ngày Quốc Khánh không? Câu trả lời chúng ta có rất là rõ ràng rồi đó. Các anh chị lên Google, các anh chị tra thử coi đúng không? Như vậy thì quay trở lại cái chủ đề chúng ta hôm nay, thì cái ngày này là ngày Quốc Khánh hay là ngày Quốc Nhục? Ngày Quốc Khánh hay ngày Quốc Nhục các anh chị? Các anh chị mà không trả lời được câu này thì trừ khi các anh chị không phải là con dân nước Việt nữa. Các anh chị là con dân nước Tàu rồi các anh chị mới trả lời không được câu này. Nếu là con dân nước Việt chân chính, các anh chị phải hiểu đây là ngày Quốc Nhục, cái ngày Quốc Khánh cái gì. Hồi xưa tôi, các anh chị đừng có buồn, hồi xưa tôi cũng giống các anh chị thôi. Hồi xưa tôi cũng bị nhồi sọ, tôi cũng tưởng là ngày Quốc Khánh thôi. Nhưng mà đây là sự thật. Sự thật rất là chua chát, rất là khốn nạn. Nhưng mà chúng ta phải biết, chúng ta phải biết. Và chúng ta phải nói điều này cho người khác biết. Tôi nhắc đi nhắc lại là biết, không phải giấu trong lòng các anh chị. Nói cho người khác biết. Đây là ngày Quốc Nhục. Có đất nước nào mà chọn ngày ăn cướp mà làm ngày Quốc Khánh đâu các anh chị. Dạ, các anh chị thấy đây cũng chính là một dấu mốc rất quan trọng của dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam chúng ta. Nó kéo tới hàng loạt các hệ lụy đau thương tâm tối cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Hàng loạt các hệ lụy đau thương tâm tối. Tôi điểm qua sơ sơ một số cái hệ lụy cho các anh chị coi. Thứ nhất, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện, nó có thể xuất hiện, nó biến hóa bằng rất là nhiều tên. Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động, vân vân, nó nhiều đảng lắm. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động, gì đó, tụi tá lả. Nhưng mà từ khi tụi nó xuất hiện, từ khi cái đám đảng mọi rợ này xuất hiện, thì các anh chị thấy, những năm 1930 có một cái phong trào rất lớn ở
ở mà Nghệ An Hà Tĩnh gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Xô Viết Nghệ Tĩnh thì phong trào đó do cộng sản kích động người dân làm gì á, tôi có đã từng kể các anh chị nghe rồi á, đập đầu người ta, cắt cổ người ta, đâm người ta, giết người ta để cướp đất đai, cướp nhà cửa, cướp vàng bạc, cướp nhà máy. Trời đất ơi, nhân dân làm cách mạng vô sản mà đi giết người, cướp của, cộng sản xúi người dân, mang tên Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các chị tự lên tìm hiểu coi đúng không. Mà lúc đó năm 30 chúng ta vẫn còn thực dân Pháp cai trị đúng không các anh chị, còn thực dân Pháp mà. Thành ra thằng Pháp nó thấy tụi bay mọi rợ quá, tao bắn tụi bay bể sọ, nó thực hiện đàn áp một cách dã man. Mà mấy thằng cộng sản lúc đó nó ngồi ở bên Trung Quốc, nó ngồi bên Hồng Kông, thằng Hồ Bả Chó Hồ Chí Minh, AK Hồ Quang, nó ngồi bên Hồng Kông, nó xúi người dân Nghệ Tĩnh của mình nổi dậy, rồi nó ghi công, nó ghi công, công của tao, công của đảng tao, ở đây người ta bị Pháp bắn chết, nổi dậy giết nhau, giết nhau xong Pháp nó giết tiếp, thì cuối cùng kết quả là thằng Việt Nam chết không, thằng Việt Nam chết không, thằng cộng sản nó đâu có chết thằng đây nào đâu, nó có bị ruộng cộng lon nào đâu, thằng Pháp nó giết đã tay luôn, mày khủng bố mà mày, giết đã tay luôn, nó đàn áp dã man phong trào đấu tranh đòi độc lập cho dân tộc Việt Nam luôn các anh chị, từ cái chi bộ cộng sản Xô Viết Nghệ Tĩnh này nè. Thì các anh chị có thể tra lại Xô Viết Nghệ Tĩnh coi đẫm máu cỡ nào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chính vì từ cái chỗ Xô Viết Nghệ Tĩnh xảy ra rồi cộng sản xuất hiện này, đến cái cuộc gọi là cách mạng tháng 8 và cú lừa lịch sử cướp chính quyền ngày 2 tháng 9 này, thì hàng loạt người dân Việt Nam đi theo Việt Minh, tức là đi theo Việt Cộng, đi theo cộng sản, tin theo cộng sản, tin theo thằng thằng Tào Khựa thiếu tá Hồ Quang mà tưởng nó là lãnh tụ cha già dân tộc của mình mới chết, tin theo nó xuất hiện, nó đọc bản tuyên ngôn độc lập thấy sướng, trong khi Trần Trọng Kim đọc thì không sướng, trong khi vua Bảo Đại đọc thì không chịu sướng, thằng Tào Khựa đọc thì mới sướng mới chịu, đó là Quốc Khánh mới đi theo, vua Bảo Đại của mình thì không chịu sướng đi theo thằng Tào Khựa mới chịu, tới bây giờ vẫn vậy mà đúng không, mà thì hàng loạt người dân đi theo tụi đó như vậy, cuối cùng nó mới xảy ra một cái hệ lụy. Cái hệ lụy đó là gì ạ? Đó là người Việt chúng ta bị dụ chống thực dân Pháp, bị rơi vào cái bẫy chống thực dân Pháp mà cộng sản nó dựng lên. Trong khi đó cho tới năm 45 thì thực dân Pháp không còn nữa các anh chị. Mà lúc đó nước Pháp đã là nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, họ là nước cứu nhân loại chống lại phát xít, họ là một trong năm nước cứu nhân loại này. Mà người dân Việt Nam nghe theo Việt Cộng chống Pháp, tức là chống thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chống lại phe đồng minh thắng trận, chống lại phe cứu nhân loại. Chúng ta bị một cú lừa lịch sử lớn khủng khiếp mà dân tộc không dám đối diện, không dám nhìn vào cú lừa đó, đúng không các anh chị? Các anh chị đảng viên, các anh chị nghĩ có đúng không? Thực dân Pháp đã sụp đổ năm 44 rồi. Chính phủ De Gaulle của Pháp là chính phủ Liên Hiệp Pháp, là chính phủ của nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cho tới tận bây giờ, họ vẫn là thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đứng lên theo Việt Cộng chống lại thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ghê không? Có nước nào trên thế giới dám chống lại thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không các anh chị? Chỉ tôi coi rồi. Chỉ cho tôi coi đi. Vậy mà dân tộc chúng ta đi theo thằng Tào Khựa chống lại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì chúng ta làm sao mà phát triển được các anh chị? Làm sao mà có quốc khách, làm sao mà có hòa bình, làm sao mà có ấm no và hạnh phúc được? Trời đất ơi, chúng ta thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là thôi giữ gìn hòa bình của thế giới này, tạm hiểu vậy đi các anh chị, tạm hiểu vậy đi, mà mình đi đánh với họ mà mình gọi là độc lập tự do hạnh phúc, đi theo thằng Tào Khựa để đánh họ nữa mới ghê, thì độc lập tự do hạnh phúc chỗ nào? Các anh chị thử trả lời câu hỏi đó cho tôi nghe coi. Không chiến tranh chết chóc liên miên mới lạ. Thì ngày 2 tháng 9 năm 45, thằng Khựa nó xuất hiện, có phải là cái dấu mốc của sự quốc nhục không? Chứ quốc khánh cái gì? Có phải là quốc nhục không các anh chị? Các chị cho phép tôi ghim cái sạc, cái phone nó hết pin.
hỏi câu hỏi đó để cho các anh chị đảng viên, cán bộ, công chức và các bạn trẻ cùng trả lời với nhau. Và chúng ta từ cái chọn lựa ngày 2 tháng 9 năm 45 là chúng ta đối diện với hàng loạt các hệ lụy sau này. Hàng lụy sau này. Chính vì chỗ chúng ta đi theo tàu khựa để chống lại nước Pháp, chống lại nước Thương cho Hội đồng Bảo An, thì chúng ta mới kéo dài tới cái việc gì ạ? Tới cái việc là cướp chính quyền không được thì năm 46 quân đồng minh tiến vào yêu cầu Việt Minh giải tán, cướp chính quyền là không có được. Thế giới tự do văn minh sau Thế chiến 2 là Liên Hiệp Quốc hình thành, chúng ta có tất cả các công ước của Liên Hiệp Quốc hình thành, gần như là năm sau năm 45 là có rất là nhiều công ước rồi. Thì cướp chính quyền không được công nhận trên thế giới này. Họ yêu cầu phải giải tán, cái tổ chức cướp chính quyền phải giải tán, trả chính quyền lại cho ông Trần Trọng Kim, trả chính quyền lại cho quốc trưởng Bảo Đại. Thì Việt Minh không có chịu. Việt Minh mới lẻ lẻ năn nỉ Pháp, cầu cứu Pháp. Pháp nó không chịu. Tại vì các anh chị biết Bảo Đại, như nãy tôi nói, đã Bảo Đại với Pháp là có một mối quan hệ rất là thân tình. Pháp không chịu, Pháp không bảo hộ cho bọn cướp bóc. Rồi Việt Minh cầu cứu quốc dân đảng của Trung Quốc, thời điểm đó là Tưởng Giới Thạch chứ không phải thời điểm đó cộng sản. Họ cũng không chịu giúp, không chịu giúp, không ai chơi với cộng sản đó các anh chị. Lẽ lẽ gửi thư cầu cứu Mỹ, xin làm đồng minh của Mỹ, Mỹ nó cũng giúp thư vô sọt rác, không chịu giúp luôn. Cuối cùng sao ạ? Cuối cùng thằng Tàu Khửa điên loạn lên. Điên loạn lên. Kêu gọi người dân Việt Nam thực hiện cái gọi là toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đúng không các anh chị? Phải không? Năm 1947 kéo lên rừng bắt bó, chu vô hang bắt bó. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Kêu gọi người dân toàn quốc kháng chiến, thành ra có nhóm hô với vỗ nó kháng chiến, chứ dân nào mà kháng chiến. Thời đó, đặc biệt là dân quê của tụi tôi kháng chiến cái gì? Xin lỗi các anh chị, nói các anh chị buồn tôi chịu, chứ quê tụi tôi, thời điểm mà các anh chị nói đất nước mình nằm trong tay của thực dân Pháp, quê của tụi tôi quốc tịch Pháp. Nam Kỳ lục tỉnh là thuộc Pháp, là quốc tịch Pháp, không cần nói nhiều. Bây giờ quốc tịch Pháp thèm chảy nước miếng. Cộng sản đòi quốc tịch Pháp còn có nữa. Chạy qua mua quốc tịch Pháp là thầy. Xin lỗi các anh chị, toàn quốc kháng chiến chỉ có bọn hô bổ nó có kháng chiến thôi, chứ ai mà kháng chiến. Rồi thực hiện một cách, một cái gọi là tiêu thổ kháng chiến, tức là trước khi rút lên rừng Bắc Bó, thằng Hồ Quang Tàu Khửa nó xúi dân miền Bắc, các anh chị biết không, đập phá đốt hết tất cả các công trình nhà xưởng mà người Pháp với quốc gia Việt Nam xây. Năm 47 nó đốt phá sạch. Các anh chị trả lời câu hỏi, đặc biệt các anh chị miền Bắc nè, trả lời câu hỏi đi. Tại sao các tỉnh miền Bắc gần như không có công trình kiến trúc nào của Pháp còn tồn tại? Hà Nội thì còn. Tại vì Hà Nội, các anh chị biết không, là Việt Minh nó không dám manh động. Nó không dám manh động. Còn các tỉnh khác tại sao không có còn công trình nào còn? Tại sao các tỉnh khác nghèo nàn lạc hậu? Tại vì nó đập phá, nó đốt hết để nó kéo lên đường Bắc Bó rồi. Nó làm một cái cuộc đốt phá để khi mà quốc gia Việt Nam ra tiếp quản, khi mà không còn tụi nó nữa thì cũng không còn điều kiện gì để phát triển nữa. Cái tư duy bậy bạ và bệnh hoạn vậy đó. Toàn quốc kháng chiến, tiêu thổ kháng chiến là cái đó đó. Rồi nó kéo lên rừng Bắc Bó, nó còng lưng, nó gõ máy đánh chữ AK Hồ Quang, làm anh hùng bàn phím, xúi dân Việt Nam chống thực dân Pháp. Thánh tổ anh hùng bàn phím là nắng đó. Các bạn hiện giờ, đặc biệt là các bạn mà dư luận viên hay chửi anh hùng bàn phím hả? Mày anh hùng bàn phím hả? Anh hùng bàn phím là thằng này nè. Thằng Hồ Quang nó ngồi trong hang Bắc Bó, nó gõ máy đánh chữ, nó xúi dân Việt Nam chống thực dân Pháp. Thật ra Pháp hết thực dân rồi. Bậy bạ không? Tầm bậy bạ không? Nó xúi dân Việt Nam chống thực dân Pháp. Thật ra dân Việt Nam toàn giết nhau không? Có giết đường Pháp nào đâu. Ông bà mình có cái câu nói cửa miệng cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn nói là có chết thằng Tây nào đâu. Đó là nói cái gì các anh chị hiểu không? Các anh chị có biết cái đó là nói cái gì không? Đó là nói cái cách mà toàn quốc kháng chiến của thằng Việt Minh. Có chết thằng Tây nào đâu. Có chết thằng Tây nào đâu. Có dám đụng thằng Tây nào đâu. Xảo không à. Cái gọi là toàn quốc kháng chiến của Việt Minh lúc đó là gì các anh chị?
là rình rình ra ám sát, mà cũng các tỉnh phía Bắc thôi, các tỉnh phía Bắc thôi, ở Tây Bắc thôi, vòng vòng Tây Bắc thôi, rình rình nửa đêm ra ám sát người ta, nửa đêm ra ăn cướp. Ai đóng góp thì Việt Minh thôi không đóng góp, nó bắn. Nó chơi cái chiêu bài giống hệt nhau, nó đưa hai tờ giấy. Một cái tờ giấy là gì ạ? Quyên góp cho cách mạng. Người nào mà có tiền nó gom, cái gạn gom hết, ký tên đóng dấu vô quyên góp cho cách mạng. Đưa cho tờ giấy này, nó lấy hết tiền trong nhà, nó gọi là ăn cướp mà có giấy tờ. Đó. Còn người nào không chịu, nó đưa tờ giấy thứ hai, không chịu quyên góp cho cách mạng á, vậy là không chịu cho nó cướp, nó đưa tờ giấy thứ hai là tờ gì? Tuyên án tử hình. Nó giết hết nhà người ta luôn, nó chặt đầu, nó cắm vô cây tre, nó để ngoài đường. Nó kéo cái lưỡi ra, rồi nó moi ruột, nó treo toàn tan vậy. Nguyên cái gia đình người ta, già trẻ bé lớn, con nít 2 tuổi nó cũng chặt đầu luôn. Nguyên cái gia đình mà có thằng Tây nào đâu, toàn là chặt đầu thằng Việt Nam không. Nó để ngoài đường chi, các chị hiểu không? Để cho sáng người ta đi chợ, bà con cô bác đi chợ, đi ngang nhìn thấy sợ quá, đêm hôm sau nó lại vào nhà người ta. Người ta nhớ lại cảnh đó, thôi nhà tao có nhiều vàng lấy đi, nhà tao có nhiều cổ lấy đi. Cuối cùng hầu hết các tỉnh Tây Bắc bị tụi nó khủng bố, còn hơn tụi Hồi giáo cực đoan, còn hơn tụi IS khủng khiếp. Ai mà không sợ cảnh đó thì thôi lấy đi lấy đi. Cuối cùng dân miền Bắc toàn là có công cách mạng không. Tôi thiệt vậy, tôi nói thiệt, tôi thương dân miền Bắc dữ dằn lắm, có công cách mạng không. Bà mẹ nó nhìn cái cảnh nó cắt đầu, nó le cái lưỡi ra, nó móc ruột, nó treo, tôi sợ thấy mẹ, thôi tao đóng góp, thà tao làm có công cách mạng tao còn sống. Nó chơi cái bài gì đó mà dân miền Bắc cũng vẫn theo, vẫn có người đi theo, có chết thằng Tây nào đâu. Thì người Pháp họ nhìn thấy những cảnh đó, chính phủ quốc gia Việt Nam nhìn thấy những cảnh đó, chính phủ quốc gia Việt Nam của quốc trưởng Bảo Đại, các anh chị nên nhớ điều này nha. Lúc này là đất nước chúng ta sau năm 47 là đã thống nhất rồi, cờ vàng ba sọc đỏ tung bay khắp ba miền của đất nước, các anh chị nên nhớ điều đó nha. Khắp ba miền của đất nước nhìn thấy những cái tỉnh mà bị khủng bố vậy đó, họ buộc lòng họ phải tấn công cái tụi mọi rợ mang tên Việt Minh này, họ phải tấn công tiêu diệt nó chứ, trời ơi sao để cho nó giết dân mình vậy, sao chịu nổi, đúng không các anh chị? Đó là lý do vì sao người Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, để từ đó họ tấn công, họ đánh tất cả các căn cứ của Việt Cộng ở Tây Bắc. Tại vì Tây Bắc nó xa xôi quá, không xây dựng tập đoàn cứ điểm là sao hành quân đi đánh Việt Cộng được. Các anh chị nghĩ có tự nhiên người Pháp nó ngu gì, từ bên Pháp nó qua, nó vô thung lũng Điện Biên Phủ nó xây cái căn cứ gì cho Việt Cộng, đánh cho banh chạnh, chổng cho thua măng nhục vậy. Nó đâu có ngu dữ vậy các anh chị. Pháp, tội nghiệp Pháp ở Đông Dương lắm, các chị, nó nhiều tội với Việt Nam, nhưng mà nó cũng khổ với Việt Nam chứ. Nó xây cái tập đoàn cứ điểm đặng nó đi đánh cái tụi mọi rợ, tụi khủng bố mang tên là Việt Minh. Nhưng mà như tôi nói, thằng Pháp với thằng Mỹ, thằng Anh nó mâu thuẫn về quan điểm thuộc địa, thành ra tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ở Đông Dương không được Anh với Mỹ hỗ trợ. Nó không có chịu, nó nói mày trả độc lập đi, tụi nó mọi rợ kệ mẹ nó, tụi mày trả độc lập cho nó đi, nó mọi rợ nó tự giết nhau, chừng nào nó khôn lên nó có tự do có dân chủ, còn nó ngu hoài thì nó làm nô lệ. Mà Pháp nó không chịu, tao ở lại nhà đất này hồi xưa là do tao khai sáng, tao lại tao giúp tụi nó văn minh, nó không chịu, nó mâu thuẫn gì lắm, mâu thuẫn gì quan điểm, thành ra thằng Pháp nó bị cô độc ở Điện Biên Phủ. Cuối cùng trời xui đất khiến, năm 1949, tức là từ năm 47 tới 49, làm hàng loạt các vụ mà giết người của Việt Minh á, toàn là làm mấy chuyện đó không chứ làm được cái gì. Trời xui đất khiến, năm 49 là sao, ông Tưởng Chí Thạch ở Trung Quốc bị Cộng sản Mao Trạch Đông quýnh bại. Liên Xô nó giúp cho Mao Trạch Đông quýnh bại Tưởng Chí Thạch, đuổi Tưởng Chí Thạch chạy ra khỏi Trung Quốc, ra Đài Loan, lập tiểu quốc Đài Loan tới bây giờ luôn các anh chị. Thì tự nhiên Trung Quốc rơi vào tay của Cộng sản Mao Trạch Đông cho tới bây giờ, Cộng sản Trung Quốc bự châu Á vậy đó. Thì Cộng sản Trung Quốc nó giáp với Tây Bắc của mình, tức là giáp với hang Bắc Bó của thằng Hồ Quang, nó đang chui trong đó đó. Nó viện trợ tiền bạc, vũ khí, lương thực, lương khô, rồi người luôn, nó đưa người qua luôn. Thì Việt Minh mạnh lên, rồi cùng với cái mưu đồ mà thâu tóm châu Á, mở rộng chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô, Liên Xô cũng tiếp tục viện trợ cho Việt Minh. Việt Minh mạnh lên, quân đội mạnh lên. Cuối cùng tập đoàn cứ điểm của Điện Biên Phủ do người Pháp với quốc gia Việt Nam xây dựng ở Điện Biên Phủ bị nguyên khối cộng sản nó đánh bại, chứ không phải bị Việt Minh đánh bại nghe các anh chị. Đặc biệt là các anh chị đảng viên, các anh chị đừng có bệnh vĩ cô.
đừng có bị bệnh hoang tưởng. Cho tới năm 2017 mà Việt Nam còn chưa sản xuất được con ốc. Có anh chị vô cãi, được rồi, sản xuất được ốc rồi. Cái máy sản xuất ốc nhập từ Trung Quốc. Tới năm bây giờ còn chưa sản xuất được con ốc. Lấy cái gì mà quánh nhau với người Pháp? Toàn là quánh bằng súng, ống, đạn, dược, lương thực. Thậm chí quánh bằng quân của Liên Xô và Trung Quốc luôn. Nó đưa quân nó quánh luôn. Nó quánh Điện Biên Phủ để làm chi các anh chị biết không? Để nó hất Pháp ra khỏi Đông Dương. Để nó thực hiện cái gọi là hòa đàm Genève năm 54, cắt đất nước Việt Nam chúng ta ra làm hai để cho Cộng sản chiếm phần nửa Việt Nam. Hồi trước thì cái tuổi cướp chính quyền không có chính danh, thế giới không công nhận. Tự nhiên sau Điện Biên Phủ được trở thành quốc gia. Tự nhiên được trở thành quốc gia, chiếm phần nửa đất nước. Thì quay trở lại, vì cái 2 tháng 9, vì theo Việt Minh, vì tinh thần Tào Khựa Hồ Quang, cuối cùng đến năm 54, Genève 54, đất nước của chúng ta đang tung bay màu cờ hoàng kỳ bay khắp đất nước từ Nam chí Bắc, đang của quốc trưởng Bảo Đại, của chính phủ Trần Trọng Kim, đang của người Việt, tự nhiên không bị cộng sản nó cắt nước mình ra làm hai, giao cho tay cộng sản. Xong, từ một cái nhóm cướp chính quyền mọi rợ, giết người cướp của, tự nhiên nó trở thành chính quyền. Thì 2 tháng 9 là quốc khánh hay là quốc nhục? Quốc nạn. Quốc nạn hay quốc nhục chứ quốc khánh cái gì các anh chị? Chưa dừng lại ở đó. Chuyện gì tới đã tới các anh chị biết rồi. Sau năm 54, Trung Quốc, Liên Xô tiếp tục thổi tiền bạc. Trung Quốc xác nhận đã viện trợ cho Việt Cộng từ năm 54 đến năm 75 800 tỷ đô la. Trung Quốc xác nhận nghe các chị, 800 tỷ USD, 800 tỷ đô la để cướp miền Nam một mình Trung Quốc. Liên Xô viện trợ hơn 15.000 quân và chuyên gia cùng hàng loạt vũ khí. Liên Xô không có thống kê, không có thống kê. Trung Quốc trực tiếp đưa 320.000 quân Trung Quốc sang tham chiến ở chiến trường Việt Nam để đánh miền Nam, giúp cho Việt Cộng đánh miền Nam từ năm 54 đến năm 75. Chưa tính là Hàn Cộng nè, Cu Cộng nè, tức là Cuba, nó cũng đưa quân đồ qua nó tiếp. Thì những gì tới đã tới, các anh chị biết rồi. Sau năm 54, khi mà Cộng sản cắt đất nước chúng ta đau thương ra làm hai, thì hàng triệu đồng bào miền Bắc chạy vào miền Nam để có tự do, ở với Cộng sản chắc chết quá. Đúng không ạ? Đến năm 75 tiếp tục nó cướp luôn miền Nam của chúng ta, thì hàng triệu đồng bào lại tiếp tục chạy khỏi Việt Nam để có tự do, ở lại với Cộng sản chắc chết quá. Thì cái đó gọi là quốc khánh hay là quốc nạn hay là quốc hận hay là quốc nhục? Cộng sản là quốc khánh hay là quốc nhục hay là quốc nạn? Các anh chị trả lời với thâm tâm của mình, khỏi trả lời với tôi, khỏi trả lời với bất kỳ ai, trả lời với thâm tâm của mình đi. Có cái đất nước nào mà nó đau thương, nó tan tóc như từ ngày xuất hiện, ngày 2 tháng 9 45, xuất hiện thằng thiếu tá Hồ Quang của Tàu Khửa, xuất hiện cái Việt Minh chia cắt, bị đánh đập, bị chống như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc luôn, nhận súng của nước ngoài bắn giết nhau luôn, mà gọi là quốc khánh, mà cảm thấy vui vẻ.
À, xin lỗi các anh chị đang nói chuyện thì nó có trục trặc về mặt kỹ thuật, thành ra là cái like còn có phần cuối cùng kết luận rồi thì nó rớt. Nên Huy xin phép quay trở lại để nói nốt cái phần kết luận rồi gửi lời chào các anh chị. Các anh chị nào có rảnh thì các anh chị cảm phiền ghép hai cái phần nội dung này lại giùm Huy. Cảm ơn các anh chị. Hồi nãy chúng ta đã nói tiếp với nhau. Chính vì việc có cái gọi là ngày 2 tháng 9 năm 1945, có cái gọi là ngày tuyên ngôn độc lập của ông thiếu tá Hồ Quan, người Trung Quốc, mà chúng ta hiện bây giờ thì con cháu chúng ta bị bắt gọi là Bác Hồ, lãnh tụ Hồ. Chính vì có nhân vật này và sự kiện này mà đất nước của chúng ta mới có cái gọi là cướp chính quyền. Tức là sao ạ? Tức là người Việt Nam bị người Trung Quốc lừa đi theo hắn để cướp chính quyền của Việt Nam cho Trung Quốc. Cho nên cho tới bây giờ đất nước của chúng ta chọn cái ngày cướp chính quyền, chọn cái ngày cướp bóc là ngày Quốc Khánh, là ngày ăn mừng Quốc Khánh. Đúng không các anh chị? Không có quốc gia nào trên thế giới mà chọn cái ngày cướp bóc là ngày Quốc Khánh. Đặc biệt không có quốc gia dân tộc nào trên thế giới chọn cái ngày mà đất nước chúng ta rơi vào, từ chính quyền của chúng ta rơi vào tay của thằng giặc Trung Quốc, thằng giặc nước khác, lại trở thành là ngày quốc khánh của quốc gia mình. Không có nước nào trên thế giới này như vậy. Thành ra đó phải là ngày quốc hận, là ngày quốc nhục, chứ không thể nào là ngày quốc khánh, ngày ăn mừng, ngày vui vẻ ca hát, ngày ăn nhậu, ngày treo cờ treo phướng rồi nhảy múa quay cuồng rồi đi du lịch chụp hình selfie khoe Facebook rồi vân vân. Tôi nghĩ đó phải là ngày mà chúng ta là những con dân của nước Việt, chúng ta là những con dân của nước Việt, là công dân của một quốc gia, là hậu sinh của một dân tộc đáng tự hào đó. Đó phải là ngày chúng ta phải tự đặt câu hỏi là chúng ta đang sống trong cái đất nước kiểu gì vậy? Chúng ta đang sống trong một thể chế chính trị kiểu gì? Chúng ta đang sống đây để làm cái gì? Để làm cái gì? Mà cái vụ ăn cướp thôi mà nó cũng bắt mình chọn là ngày quốc khánh được là sao? Nói điểm này, chúng ta đang sống là để làm cái gì, để vì cái gì? Nói điểm này để chúng ta hiểu rõ một điều là tất cả những quốc gia khác trên thế giới này, quốc khánh, quốc kỳ, quốc ca, vân vân, những cái thứ quan trọng nhất với quốc gia họ, họ đều có một cái cuộc trưng cầu dân ý, hoặc là họ thông qua quốc hội để đưa ra những cái nghị quyết từ quốc hội để họ chọn những cái ngày đó hoặc là chọn những cái biểu tượng đó, đúng không các anh chị? Đâu thể ngẫu nhiên mà tự nhiên đâu có cái hình vẽ ngoạc ngoạc đó trở thành quốc kỳ của một quốc gia, là không có chuyện đó, không hề có chuyện đó. Không thể ngẫu nhiên mà có một cái những cái nốt tặng tăng 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 gì cái trở thành quốc ca của một quốc gia, là không có chuyện đó, không hề có chuyện đó. Và cũng không thể có chuyện một cái ngày cướp bóc, một cái ngày khởi đầu cho những cái chuỗi giết chóc, cái chuỗi tang thương của dân tộc, cái chuỗi thù hận chia rẽ rồi suy yếu tận cùng đến đến tận đáy bùn nhơ của dân tộc, mà cái ngày đó là được chọn là ngày quốc khánh. Không thể nào có chuyện đó được, mà tất cả những điều đó phải có một cái cuộc tổng trưng cầu dân ý để chọn nó. Nhưng cho đến bây giờ những người cộng sản tự chọn những ngày đó làm ngày quốc khánh, cái lá cờ của thằng giặc Trung Quốc làm lá cờ quốc gia của mình, rồi chọn luôn cái bài hát khát máu đạp lên sát thù đường vinh quang xây xác quân thù, lại bắt chúng ta hát như là quốc ca. Người dân Việt Nam chúng ta không có chọn những điều đó, hay là các anh chị chọn những điều đó? Tôi không chọn những điều đó, đúng không các anh chị? Vậy thì chúng ta sống ở đây làm cái gì, sống ở thời đại này làm cái gì, chúng ta sống vì cái gì, mà nó bắt cái gì chúng ta cũng phải chịu, bắt nó chọn cái gì chúng ta cũng phải chịu, chỉ có sống vì cái gì, đúng không? Và thông điệp cuối cùng mà tôi muốn gửi tới, mà tôi cảm thấy rất là bất nhẫn và rất là đau đớn, không phải cú lừa lịch sử ngày 2 tháng 9, cú lừa lịch sử thiếu tá Hồ Quan của Trung Quốc, nó lừa tôi hay lừa các anh chị, nó không có đau đớn bằng cú lừa ấy. Nó lừa quân đội nhân dân Việt Nam, lừa quân đội nhân dân Việt Nam. Tại sao ạ? Tại vì tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam là một toán quân chính nghĩa. Tôi nói điều này các anh chị nghe cho thiệt là kỹ, không chỉ các anh chị ở ở bên cái phía phe đảng,
phe đảng viên, cán bộ công chức. Và các anh chị ở phía tự do cũng nghe cho thiệt là kỹ điều này. Tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam, tức là quân đội Việt Cộng đó, tiền thân của họ những năm 40, tức là trước năm 45, họ là một toán quân chính nghĩa. Họ được khối đồng minh, tức là cụ thể là Mỹ đó, hỗ trợ họ thành lập, hỗ trợ huấn luyện về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ, hỗ trợ về mặt vũ khí và lương thực, hỗ trợ cả chuyên gia, đưa chuyên gia xuống vùng Tây Bắc để đóng quân cùng quân đội nhân dân Việt Nam luôn. Tại sao các anh chị? Tại vì khi cuộc chiến chống phát xít Nhật nó lên tới cao trào đó, thì hàng loạt các phi công từ hạm đội 7 Thái Bình Dương bay vào lục địa của Trung Quốc đó, đánh bom, không kích, không đủ nhiên liệu, tên máy bay thời đó không đủ nhiên liệu để bay ngược ra hạm đội 7 Thái Bình Dương để đậu, họ không đủ. Thì họ rất là dễ bị phải đáp xuống đâu đó ở Việt Nam là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi họ bị bắn hạ, các chị nhớ điều này nghe, khi họ bắn hạ trên bầu trời của lục địa thì họ có thể nhảy dù xuống vùng Tây Bắc để họ thoát thân. Thì khi đó nếu không có một cái toán quân để hỗ trợ ở vùng Tây Bắc á, thì quân phát xít Nhật hoàn toàn có thể truy kích bắt quân Mỹ, bắt quân của đồng minh. Thành ra họ buộc phải thành lập cái lực lượng gọi là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam để hỗ trợ quân đồng minh chống lại phát xít, tức là quân chính nghĩa. Tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam là một toán quân chính nghĩa, giúp cho nhân loại này chống phát xít là chính nghĩa, các anh chị không cần biết các anh chị là ai. Nhưng tới năm 1945, sau khi thắng phát xít rồi, thì cái nhóm quân này lại bị tên Hồ Quang là Hồ Chí Minh nó dụ dỗ kéo về Hà Nội theo hắn, làm cái gọi là cách mạng tháng 8, làm cái gọi là 2 tháng 9, làm cái gọi là cướp chính quyền. Quân đội nào được phép cướp chính quyền? Các anh lấy quyền gì các anh được phép cướp chính quyền? Quân đội là phải bảo quốc an dân, các anh phải đứng ngoài cuộc chơi của chính trị. Quân đội mà đi theo thằng giặc Trung Cộng, thằng Hồ Quang là thằng cộng sản của Trung Quốc, các anh đi theo hắn đi cướp chính quyền của người Việt Nam, trao cho hắn rồi thờ hắn làm lãnh tụ, đây là cú lừa lịch sử đau đớn của quân đội nhân dân Việt Nam. Mà các anh là hậu vệ, là thế hệ sau của quân đội nhân dân Việt Nam, các anh phải biết điều này. Từ một đội quân chính nghĩa, tiền thân các anh là chính nghĩa, các anh đi theo một cái thằng giặc để làm cái việc rất là mỗi rợ, làm cái việc rất là đáng xấu hổ, đáng nhục nhã, phản bội là tổ quốc, phản bội là nhân dân, làm cái việc cướp chính quyền của người Việt Nam trao cho thằng Trung Quốc. Đó là cái gọi là ngày 2 tháng 9 năm 45 mà quân đội nhân dân Việt Nam từ chỗ một đội quân chính nghĩa bị vấy bẩn, bị dính vào chỗ đó. Từ 2 tháng 9 năm 45 suốt về sau cho tới tận bây giờ, quân đội nhân dân Việt Nam các anh theo đảng Cộng sản, theo Trung Quốc, mà các anh không hề hay biết. Các anh đã bị biến từ một nhóm quân chính nghĩa đứng về phía đồng minh chống phát xít cứu loài người này khỏi diệt chủng, từ chỗ đội quân chính nghĩa bị biến thành một đội quân cướp bóc, mang di mọi rợ, biến thành tội ác chống lại đồng bào dân tộc của mình. Và bây giờ các anh nếu tiếp tục cầm súng đứng về phía Cộng sản, đứng về phía tên giặc Trung Quốc, thì các anh đang phản bội lại tổ quốc nhân dân, phản bội từ năm 1945 cho tới bây giờ. Vậy thì cái gọi là ngày 2 tháng 9 năm 45, cái gọi là quốc khánh, đối với người dân chúng tôi có thể nói là xấu hổ, có thể nói nó là bất công, có thể nói là không có gì vui vẻ. Nhưng đối với quân đội các anh, đối với quân dân các anh, đó phải là nỗi nhục nhã ê chề nhất từ trước tới nay. Nếu các anh không thấy đó là sự nhục nhã ê chề nhất, thì các anh không có tư cách là một quân nhân. Các anh không xứng đáng khoác lên mình bộ áo quân nhân, các anh không đại diện cho quốc gia dân tộc, các anh không phải là đội quân bảo quốc an dân, mà các anh chỉ là một nhóm quân cướp bóc thổ phỉ mà thôi. À, nếu các anh không hiểu được điều này thì các anh vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được thế cuộc này. Các anh vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch được vết nhơ nhục nhã này. Và các anh vĩnh viễn không bao giờ được người dân tha thứ cho cái tội theo giặc mà cướp bóc chống lại nhân dân, chống lại tổ quốc. Vĩnh viễn không bao giờ xóa được cái tội này. Đó chính là thông điệp
cuối của chủ đề này tôi muốn chuyển tải đến các anh quân nhân, quân đội nhân dân Việt Nam, và cũng là chuyển tải chung đến tất cả các anh chị đang lắng nghe cái đàm luận hôm nay của Quy. Trước khi dứt lời, tôi xin chúc cho các anh chị ở Việt Nam một buổi tối cuối tuần ngon giấc. Chúc các anh chị ở bên kia bán cầu một ngày mới cuối tuần thật là vui vẻ, bình an. Chúc cho khối đoàn kết dân tộc Việt của chúng ta ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn, và chúc cho công cuộc xây dựng lực lượng của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Các anh chị cứ âm thầm truyền miệng và xây dựng lực lượng, ai nói gì mặc ai, ai làm gì mặc ai. Mục tiêu của chúng ta là tự do, con đường của chúng ta là tự do, chúng ta nhất định phải đòi lại tự do cho bằng được, được không các anh chị? Khối đoàn kết này chúng ta sẽ ngày càng chặt chẽ để chúng ta sớm đủ lực lượng đưa chính bản thân mình đến tự do, giúp cho con cháu của mình không quay được tự do. Như vậy là đủ cho kiếp sống này, đủ cho ý nghĩa cuộc đời này rồi. Còn ai có nhu cầu gì khác hơn thì đó là chuyện của họ, được không các anh chị? Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và